Chương 2540, thành bộ, có điều, ở trước khi bắt đầu nghiên cứu, Lăng Hàn vẫn bị chúng nữ lôi kéo, trước tiên ăn một bữa. Mọi người đều đói bụng, ở đây có quy tắc đặc thù, để mọi người ở dưới tình huống duy trì thực lực, nhưng sẽ bị quấy nhiễu mà người thường phải chịu, đó chính là sẽ khát sẽ đói, còn bị tuổi thọ hạn chế. Bọn họ đều cực kỳ cấp bách, phải nhanh một chút tìm được biện pháp đi ra ngoài, bằng không thật có khả năng chết già ở chỗ này. Hơn nữa, trải qua lần giáo huấn này, sau này bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị chút đồ ăn ở trong không gian thần khí nói không chắc liền có thể có tác dụng lớn lăng hàn rất hào phóng mà lấy ra đồ ăn phân cho mọi người nhưng số lượng có hạn chỉ đủ mọi người miễn cưỡng bổ sung vào bụng muốn càng nhiều có thể cầm tiên dược đến đổi cái này làm mọi người tức chết rồi rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của nhưng lăng hàn không trộm không cướp thực lực lại mạnh hơn bọn hắn bọn họ có thể nói cái gì có mấy người không nhịn được tự mình đi ra ngoài săn bắn. Lăng Hàn cười ha ha, để ba nữ hổ nữ ăn no, hắn thì tiến vào hắc tháp. Ở trước khi đi vào, hắn hơi cắt không gian, cắt ra một không gian nhỏ, sau đó thả hai quyển sách vào. Cái này không thể thu vào hắc tháp, cũng không cách nào thu vào trong không gian dung khí, chỉ có thể gửi ở trong đất trời. Phảng phất như bọn chúng là tài sản riêng của ông trời, không thể có khoảng khắc rời đi tầm mắt của thiên địa. Hư không đương nhiên cũng là địa bàn của thiên địa, chỉ là rất ít có người sẽ đi vào. Lăng Hàn lấy quy tắc không gian cắt ra một không gian ổn định, đủ để duy trì thời gian rất dài mà không tan vỡ. Hai vị này cũng thật là đại gia, mỗi lần tiến vào hắc tháp, trước tiên cần phải sắp xếp đất dung thân cho bọn chúng. Hắn thở dài, tiến vào hắc tháp, nhất thời, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thật giống như vẫn có loại đồ vật gì đặt ở trên người hắn, hiện tại biến mất không còn tăm hơi. "Tiểu Tháp, tỉnh một chút." Lăng Hàn nói, bởi vì đây là dị vực, không được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung tiểu tháp vẫn ở vào trạng thái ngủ say, bình thường sẽ không tỉnh. Ngươi lại đang lãng phí lực lượng của ta, âm thanh thong thả của tiểu tháp truyền đến. Lăng Hàn cười ha ha nói, cảm ứng một hồi, đây là lực lượng nào? Tiểu tháp hơi dừng lại một chút, sau đó nói, lực lượng khoảng chừng tiên vương tầng 8, nhưng âm u đầy tử khí. Hẳn là một tên tiên vương tầng 9 hóa đạo, thân thể hòa vào vùng thế giới này, thay thế được quy tắc nơi đây. Cũng vì như thế, lực lượng dưới thiên địa sẽ rơi xuống tới cấp bậc tầng 8 tiên vương chết đi đương nhiên không bằng khi còn sống, vì lẽ đó từ tầng 9 rơi xuống tới tầng 8 cũng có thể lý giải. Lăng Hàn gật đầu, chỉ cần không phải lực lượng thiên tôn, hắc tháp phát huy khẳng định có thể phá vòng vây, chỉ ít đường lui là khẳng định có. Hắn hoàn toàn yên tâm, tên bán địa đồ cho Vân Hà tiên tử nói nơi này là mộ một tổ vương, lúc đó khẳng định là thuận miệng nói loạn, cũng không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ lại nói đúng. Cái này thật là mộ của một tổ vương, hơn nữa còn là thập bát liên tổ vương chôn thân. Những dụng cụ bảo vệ kỳ quái này là lực lượng của tên Tiên Vương kia tạo nên sao? Lăng Hàn cầm lấy một cái bao tay, chỉ cần đặt đồ chơi này ở trong thánh sơn, liền có thể tự động từ phôi khí phổ thông biến thành bảo cụ, chỉ có thể nói là bị Tiên Vương lực kia trưởng khống. Hắn mang bao tay lên, lập tức cảm giác được da rẻ bị đồ vật sắc bén đâm xuống, chỉ là thể phách của hắn quá mạnh mẽ, châm không phá da của hắn. Hắn hơi suy nghĩ, chủ động hóa đi cường độ thể phách, chợt cảm thấy hơi đau sót một cái châm nhỏ đâm vào làn da của hắn đâm vào trong mạch máu lăng hàn kinh ngạc hắn cảm giác được cái bao tay này cùng hắn hợp thành một thể thật giống như thành một bộ phận thân thể của hắn có ý tứ hắn hơi suy nghĩ hoa văn trên bao tay lập tức phát sáng có lực lượng hừng hực tràn vào trong cơ thể để sức chiến đấu của hắn tăng lên một chút nhưng huyết dịch lại bị lấy ra một giọt đây chính là người bộ lạc từng nói sử dụng dụng cụ bảo vệ sẽ trả giá sao lăng hàn kinh ngạc tuy lấy của hắn một giọt máu nhưng đối lập với thân thể của hắn mà nói đây thực sự là chút lòng thành hơn nữa lực lượng sinh mệnh của hắn cực kỳ hào hùng chỉ cần hấp không phải tinh huyết dòng máu phổ thông hắn có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra đương nhiên dòng máu phổ thông này cũng cực kỳ cao cấp hắn lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện thân thể máu phổ thông cũng có thể sánh bằng tinh huyết của người khác chiếu nói như vậy ta có thể đồng thời điều khiển dụng cụ bảo vệ xa xa không phải một hai kiện hắn lẩm bẩm nói thần thức dò vào trong bao tay kết quả được coi như cái bao tay này là của hắn cũng không cách nào bị hắn dò xét nhất thời gãy nát bản thân dụng cụ bảo vệ không mạnh bằng ta vì lẽ đó gặp phải thần thức của ta dò xét liền sụp đổ nhưng nếu mạnh hơn ta hẳn có thể đàn hồi thần thức của ta nếu không thì loại bảo cụ này căn bản không có ý nghĩa tồn tại lúc đối địch bị thần thức của người quét qua liền nát cũng còn tốt ta còn trao đổi nhiều vài cái bao tay lăng hàn lại lấy ra một cái bao tay hơn nữa không chỉ một cái mà là một bộ hai cái bao tay đồng thời phát huy gánh nặng đối với lăng hàn tự nhiên hơi lớn nhưng vẫn bé nhỏ không đáng kể ba cái thì sao bốn cái thì sao lăng hàn không ngừng thêm dụng cụ bảo vệ cho mình dần dần hắn từ đầu đến chân đều vũ trang chỉ là người bộ lạc chưa từng nghĩ tới muốn mặc thành một bộ bởi vậy cũng không phải cực kỳ vừa vặn dụng cụ bảo vệ cùng dụng cụ bảo vệ trong lúc đó có khe hở rõ ràng có điều lăng hàn có chút khiếp sợ hắn vung quyền oanh một đạo lực lượng tuôn ra Hóa thành năng lượng bão táp đáng sợ. Ta nguyên bản sức chiến đấu gần như là địa hồn, nhưng hiện tại đạt đến thiên hồn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nói cách khác, một bộ dụng cụ bảo vệ hoàn chỉnh có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, tương đương với để ta từ vương giả tăng lên tới hoàng giả, hoàng giả biến thành đế giả, đế giả biến thành đế tinh. Đây là cực kỳ kinh người, chỉ là một bộ dụng cụ bảo vệ mà thôi, hơn nữa dụng cụ bảo vệ này cũng không khó thu được, chỉ cần đặt phôi khí chế tạo tốt ở thánh sơn, chờ 3 năm liền đại công cáo thành chương 2541, Thánh Sơn. Nếu như đồ chơi này có thể dùng ở trên chiến trường hai giới, bên dị vực không phải có thể như hổ thêm cánh sao. Lăng Hàn trầm ngâm, bí thuật như vậy tựa hồ vẻn vẹn hạn chế ở trong vùng thế giới này, cũng không có những người khác biết. Khí huyết của hắn thực sự là quá dồi dào, cho dù võ trang đầy đủ, đồng thời phát huy, hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lăng Hàn ra hắc tháp, một thân sắt lá nhất thời dọa mọi người sợ hết hồn. Thần nhân, nhìn thấy Lăng Hàn dáng dấp như vậy, Tất cả mọi người trong bộ lạc đều quỳ xuống, cúng bái hành lễ Lăng Hàn, biểu hiện cung kính đến trình độ cực cao, thật coi hắn là thần linh đến cúng bái. Đám người hổ nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy dáng dấp kia của Lăng Hàn có chút ngốc. Lăng Hàn không nghĩ tới hắn ăn mặc như vậy sẽ đưa đến hiệu quả này, nhưng suy nghĩ một chút, người bộ lạc nhiều hơn nữa chỉ có thể mặc hai dụng cụ bảo vệ, nhưng hắn là toàn bộ mặc vào, không kinh động như gặp thiên nhân liền kỳ quái. Hắn cười ha ha, kêu ba nữ hổ nữ lại hắn dự định mau chóng đi tới Thánh Sơn, thi thể của tên thập bát liên tổ vương kia hẳn là ở chỗ đó, nếu như có thể quyết định, như vậy hắn liền không cần vận dụng hắc tháp. Mặt khác, hắn đối với loại phương pháp rèn đúc dụng cụ bảo vệ này cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu có thể đạt được, vậy thời điểm tiên vực đối kháng với dị vực, cục diện sẽ chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Đám người Vân Hà tiên tử suy nghĩ một chút, cũng vội vã đi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hơn nữa tư duy nhanh nhẹn, theo hắn trộn lẫn chuẩn không sai. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, tuy hắn cực kỳ cáu giận người dị vực, nhưng thời điểm xâm lấn đều là ác ma tộc, mà không có một cái là thiên sứ tộc, để hắn rất khó hận những người xa lạ này. Lại nói, thiên sứ tộc ở một đầu khác của dị vực chống đỡ huyền nghịch vị diện, Lăng Hàn hy vọng bọn họ càng mạnh càng tốt, bằng không huyền nghịch vị diện tiến quân thần tốc, diệt dị vực, kế tiếp liền muốn đến phiên tiên vực gặp xui xẻo. Vì lẽ đó, hắn mới quyết định giúp đám người Vân Hà tiên tử một chút, mang bọn họ ra ngoài phải chém nước móng vuốt xâm lược của dị vực nhưng phòng ngự thì lại phải tăng cường chặn lại bước tiến của huyền nghịch vị diện bọn họ một đường đi về phương xa trong lúc này lại gặp phải mấy bộ lạc đều bình an thông qua cũng không có phát sinh chiến đấu gì sau mười mấy ngày trước bọn họ xuất hiện một ngọn núi toàn thân vàng óng ánh phảng phất như một tòa đại sơn đúc bằng vàng ròng đây chính là thánh sơn bọn họ đều nói theo người bộ lạc giải thích đây chính là thánh sơn từ bề ngoài xem như kim loại đúc thành nhưng leo lên núi cái này kỳ thực không khác sơn mạch phổ thông, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xa liền như núi Hoàng Kim. Bắt đầu từ nơi này liền nguy hiểm, dựa theo người bộ lạc nói, bốn phía thánh sơn có dã thú mạnh mẽ đi dạo, săn giết người lên núi. Mãnh thú mạnh nhất thậm chí có thể đạt đến độ cao của cửu liên, nếu chúng ta gặp phải, khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhất định phải cẩn thận, bọn họ xì xào bàn tán, nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa mãnh thú sẽ không lưu ý bọn họ là truyền nhân gia tộc nào, hay là học sinh của Bách Chiến Học Viện, tóm lại chính là ăn. Ở đây, sinh tồn ngựa trị ở trên tất cả. Lăng Hàn có chút niềm tin, bởi vì tuy cảnh giới của hắn bị tước đi, nhưng tiên ma kiếm bước vào cấp độ tiên kim, tuy vẫn chưa thể xưng là tiên khí, nhưng cắt ra kiếm khí bá tuyệt ác liệt, đối với thăng nguyên cảnh cũng có lực uy hiếp lớn lao. Điều kiện trước tiên là, hắn có cơ hội xuất kiếm, bằng không thăng nguyên cảnh hơi động ý nghĩ là có thể thuấn sát hắn, vậy hết thảy đều là nói xuông. Ở đây, kim loại là vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải là không có, vì lẽ đó hàng năm đều có người bộ lạc vào núi, lấy kim loại phổ thông rèn đúc thành bảo cụ, nhưng tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Bởi vậy nếu như ở đây nhìn thấy trên đất có phôi thô của dụng cụ bảo vệ cũng không cần kinh ngạc, tình huống như vậy kỳ thực là rất nhiều. Đương nhiên, những phôi thô này sẽ bị người nhặt đi, không thể vẫn vứt trên mặt đất. Bọn người lang hàn một đường lại đây, liền nhìn thấy vài món phôi thô, nói rõ nơi này tàn khốc, thời khắc đều có người tử vong. Cạc cạc cạc, thanh âm cổ quái vang lên, chỉ thấy một con côn trùng to lớn xuất hiện, toàn thân đen kịt, che kín giáp xác cứng rắn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại. Áo giáp của nó mở ra một đóa hoa sen, thất liên tứ diệp. Nó chấn động hai cánh như cánh ve, chính là cái này phát ra tiếng vang kỳ quái. Đám người Vân Hà Tiên Tử đều biểu hiện căng thẳng, con trùng tộc này mạnh mẽ vượt qua dự liệu của bọn họ, cũng vượt xa sức chiến đấu cực hạn của bọn họ. Bọn họ đều lấy ra bảo cụ, nhưng vẫn không hề có sức lực như cũ tranh lệch cảnh giới thực quá to lớn lăng hàn nhanh chân đi về phía trước hắn một thân giáp bảo vệ có thể cung cấp cho hắn chiến lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể chiến một trận với thất liên tứ diệp bá huynh không nên cậy mạnh vân hà tiên tử vội vã nhắc nhở ngược lại không phải quan tâm lăng hàn mà là bọn họ có thể chạy ra nơi quỷ quái này hay không cơ bản là phải dựa vào lăng hàn những người khác cũng gật đầu đối mặt con sâu lớn như vậy trốn là thượng sách dựa theo người bộ lạc nói Thánh Sơn chính là khu vực cấm kỵ của những chủng tộc, thánh thú này, không có một cái dám xông vào. Vì lẽ đó chỉ cần trốn lên núi liền không sao, yên tâm đi, của nữ, lợi hại nhất, khẳng định có thể đánh bại con sâu này. Hổ nữ hoàn toàn tự tin, cũng còn tốt hiện tại nàng rốt cục có thêm cái tâm nhãn, không có trực tiếp gọi ra tên của Lăng Hàn. Tất cả mọi người không tin, lục liên ngũ diệp gần như chính là sức chiến đấu của thất liên nhất diệp, cùng tứ diệp tranh lệch thực quá lớn, đánh thắng được mới có quỷ rát, sâu lớn dương cánh ra, nhất thời bay nhào về phía lăng hàn, chỉ là chấn động cánh hình thành kình phong liền cực kỳ đáng sợ, hóa thành từng lưỡi dao sắc, tước về phía lăng hàn. Lăng hàn hét dài một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời, lực lượng hóa thành một cái búa lớn, soảng soảng soảng, toàn bộ đao gió nát tan, về sau lại lấy tốc độ cực nhanh phản kích về phía sâu lớn. chương 2542, ý động thượng. Tất cả mọi người nhìn mà chố mắt ngoác mồm, bọn họ biết lăng hàn rất mạnh, một đòn liền có thể oanh bại đế giả cung cấp, sức chiến đấu chân thực có thể đạt tới thất liên nhị diệp thậm chí tam diệp, nhưng yêu nghiệt như thế nào đi nữa khẳng định cũng có hạn mức tối đa, dù sao cảnh giới còn ở đó, lại không có đột phá thất liên. Nhưng Lăng Hàn vừa ra tay liền cho bọn hắn kinh hỉ vô hạn, ngay cả một đòn của thất liên tứ diệp cũng có thể ung dung hóa giải. Bọn họ nhìn chiến giáp trên người Lăng Hàn, lúc này hết thảy hoa văn đều đang phát sáng, cho dù cái này không thể xem như một bộ chân chính, vẫn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần võ ồ cái này chẳng lẽ là vân hà tiên tử đột nhiên thần tình kích động ta cũng nghĩ tới có đế giả đồng dạng kinh ngạc suýt chút nữa khua tay múa chân chiến giáp của huyền nghịch vị diện mấy người chăm miệng một lời kêu lên khuôn mặt của vân hà tiên tử hiện ra hồng quang kích động đến không cách nào hình dung phôi thô đặt ở trên ngọn thánh sơn liền có thể hóa thành linh kiện chiến giáp nói rõ ngọn thánh sơn này tất nhiên có quan hệ với huyền nghịch vị diện chúng ta vẫn muốn đạt được bí mật của chiến giáp huyền nghịch vị diện nếu như có thể đạt được, sức chiến đấu của chúng ta có thể tăng lên trên diện rộng, chống đỡ huyền nghịch vị diện là điều chắc chắn, mà thời gian hạ tiên vượt vị diện cũng sớm hơn rất nhiều. Đến thời điểm ấy, chúng ta nói không chắc còn có thể phản công huyền nghịch vị diện, dung hợp hai vị diện, cho dù không thể trở thành vị diện trung đẳng, chỉ ít cũng có thể số một số hai ở trong vị diện cấp thấp. Tuy biên quan cũng từng chém giết vô số cường giả huyền nghịch vị diện, nhưng chỉ cần bọn họ vừa chết, chiến giáp cũng tự hủy, trước sau không cách nào được biết bí mật của chiến giáp. Có thể, đây là một cơ hội. Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, nếu như thật có thể mang theo một bộ chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại, vậy bọn họ liền lập xuống công lao bằng trời, e là đại nhân vật cấp thiên tôn cũng sẽ ra mặt khen ngợi bọn họ. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, mặt khác, Lăng Hàn còn ác chiến cùng sâu lớn, tuy sức chiến đấu của Lăng Hàn hiện tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng giáp xác trên người sâu lớn là bảo khí phòng bị thiên nhiên, cực kỳ cứng rắn, ngay cả Lăng Hàn toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể nổ ra từng lõm tròn nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ để tên to xác này bình yên vô sự mà theo chiến đấu kéo dài lăng hàn phát hiện mình trở nên cực kỳ đói bụng thật giống như thể lực tiêu hao hết cả người cũng lộ ra một loại cảm giác vô lực đây là thù thiên đặc địa ở nơi đây áp chế chỉ cần là sinh linh nhất định phải ăn đồ ăn nếu không thân thể sẽ trống rỗng trái lại con sâu lớn này nó hiển nhiên đã sớm thích ứng hoàn cảnh đặc thù trong này năng lực chịu bền vượt xa lăng hàn tiếp tục như vậy lăng hàn sẽ bại tất cả mọi người thu hồi nét mặt hưng phấn tiếp tục như vậy bọn họ có khả năng đều sẽ bỏ mạng ở đây nhanh lên núi bọn họ nói nhân lúc còn có thể chống lại con sâu lớn bằng không chắc chắn phải chết lăng hàn lắc đầu một cái lấy ra tiên ma kiếm tiên ma kiếm hiện thế phun ra nuốt vào hàn quang tỏa ra hung sát chi khí đáng sợ lăng hàn hét dài một tiếng mang tiên kiếm mà lên con sâu lớn kia còn không biết tiên ma kiếm lợi hại hung hãn không sợ đón nhận trùng giáp của nó xác thực cứng rắn nếu võ giả cung cấp không có vũ khí sắc bén, thì căn bản không thể thương tổn được nó. Lăng Hàn vùng kiếm lay động ánh kiếm, hoa lệ phóng lên trời, tựa như khai thiên. Phốc, ánh kiếm đi vào trong thân thể của sâu lớn, sau đó lại từ một đầu khác tuôn ra, rượu chiếu bầu trời. Lăng Hàn hơi nghiêng người qua, sau đó liền thấy con sâu lớn này bị chia ra làm hai, dòng máu màu xanh lục vung vãi, khí tức sự sống đã đứt. Tất cả mọi người kinh ngạc thất thanh, cái này là tình huống thế nào, rõ ràng rơi vào hạ phong tuyệt đối nhưng lấy ra một thanh kiếm liền trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc thậm chí một đòn liền thắng đây cũng quá khuếch đại đi hơn nữa lại nghĩ một hồi lang hàn là lục liên ngũ diệp nhưng có thể miểu sát thất liên tứ diệp bình phong cảnh giới ở trên người hắn còn áp dụng sao thiết luật võ đạo đều thành cặn bã lang hàn lại vung mấy kiếm tách rời con sâu này ở tim phát hiện một viên hạt châu màu bích lục to bằng nắm tay đây là năng lượng hạt nhân của sâu lớn có thể lấy ra lực lượng trong đó còn thịt trùng đương nhiên sẽ không được bọn người lăng hàn coi trọng trừ khi chết đói mới sẽ nghĩ tới đi ăn đồ chơi kia bá huynh người quả thực vân hà tiên tử không nói gì người này mãnh liệt đã đến tình trạng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung còn có thanh kiếm kia một phát liền cắt ra xác trùng cứng rắn cũng mạnh đến giận sôi thanh kiếm này ghê gớm bọn họ đều thầm nói thời điểm lấy ra thanh kiếm này bọn họ đều cảm ứng được hàn ý không thôi phảng phất như da rẻ đang bị cắt chém tâm thần run run lăng hàn khẽ mỉm cười nói hiện tại có thể lên núi hắn đi trước tiên các nàng nữ hoàng theo sát phía sau các nàng từ lâu đã quen thuộc lăng hàn yêu nghiệt nhưng những người khác thì tinh thần hoảng hốt mờ mịt đi theo phía sau lăng hàn như con rối giật dây tuy vân hà tiên tử đi theo nhưng căn bản không biết đạp ở nơi nào trong mắt của nàng chỉ có lăng hàn tuy ác ma tộc này xấu hiếm thấy hơn nữa còn thô lỗ như đầu heo nhưng không cách nào phủ nhận thiên phú võ đạo của hắn mạnh mẽ Đế giả lục liên ngũ diệp cũng có thể chiến thất liên nhất diệp, nhiều nhất có thể thủ thắng, nhưng gặp phải thất liên nhị diệp nhất định sẽ chạy, đây là thiết luật, áp chế một cảnh giới lớn. Nhưng lang hàn chẳng những có thể ung dung giải quyết thất liên nhị diệp, tam diệp, thậm chí tứ diệp đều bị hắn một kiếm thuân sát. Cường đại như thế làm cho nàng tim đập thình thịch, đế giả nào mạnh như vậy, đế tinh cũng không có, người gặp qua đế tinh thất liên cửu diệp nào có thể đánh ngã bát liên tứ diệp không? Chớ nói chi là thuấn sát, nàng là thiên chi kiều nữ, tầm mắt kỳ cao, chỉ đế tinh mới có thể để cho nàng động tâm, nhưng thật muốn theo đuổi nàng, nàng vẫn sẽ thận trọng một hồi, suy tính nhân phẩm của đối phương một chút. chương 2543, ý động hạ. Nhưng mà, hiện tại lăng hàn mạnh mẽ làm cho nàng nghĩ đến liền thân thể mềm mại nóng lên, có một luồng nhiệt lưu chuyển ở trong người, hận không thể dấn thân vào trong ngực của nam tử này, hưởng thụ hắn hôn, thô lỗ xoa nắn, thậm chí tàn nhẫn đặt nàng ở dưới thân, ra sức. Nàng bỗng nhiên cả kinh, mình lại trở nên mê trai như thế kia là ác ma tộc xấu xí như lợn người xem da rẻ đỏ ngầu sừng xấu xí hai tay cường tráng ôm nàng nhất định sẽ làm cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn phi 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 vân hà tiên tử vội vã ôm đầu lại hiểu lầm rồi trong lòng nàng thở dài sợ là mình đã yêu dã nam nhân ác ma tộc này rồi bọn họ xuất phát về phía thánh sơn nhưng một đường này xác thực không yên ổn rất nhanh lại có một con kim hùng chạy ra nhỏ đến chỉ cao khoảng một thước nhìn qua cực kỳ đáng yêu, nhưng rất hung tàn, vừa lên liền vung hùng chảo, chảo ảnh hóa thành thực chất, như đao nhọn vót về phía mọi người. Có điều cảnh giới của con kim hùng này không cao, bị nhu yêu nữ bắt, cũng không có giết chết, mà dự định thu làm sủng vật. Sau đó bọn họ lại gặp phải một con thánh lộc, thân lộc, nhưng từ cái cổ bắt đầu lại là thân người, dài ra một cái đầu người, còn có cánh tay, thực lực mạnh mẽ đến kinh người, ngay cả lang hàn lấy ra tiên ma kiếm cũng vô dụng, vẫn bị đánh cho thảm bại bỏ chạy tranh lệch cảnh giới quá lớn, ngay cả Lăng Hàn cũng không biện pháp. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lui, chạy trốn ba ngày ba đêm, con thánh lộc kia mới đình chỉ truy kích, dùng hai cánh lên, bay trở lại. Số lộc, nếu nhất định phải ăn thịt ngươi, hổ nếu kêu to hoa hoa, cực kỳ buồn bực, lang hàn lau mồ hôi lạnh, tiên ma kiếm cũng không phải vạn năng, thực lực con thánh lộc kia quá mạnh mẽ, căn bản không cho kiếm khí của hắn quét chúng, tiên ma kiếm lại sắc bén cũng vô dụng trừ khi cấp bậc của nó đuổi tới thậm chí vượt qua con thánh lộc này như vậy tự chủ kích hoạt giết chết như giết gà nếu không vũ khí sắc bén như thế nào đi nữa cũng chỉ là một vật chết hết cách rồi quy tắc tiên vực trong tiên ma kiếm không cách nào vận chuyển cảnh giới trước sau duy trì nhất trí với lăng hàn đương nhiên nếu không có tiên ma kiếm bọn họ còn có thể trốn ra được nhưng sẽ chết mấy người thậm chí dùng đi vài món bảo vật bảo mệnh bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày không thể không ăn một bữa bổ sung thể lực tiêu hao sau đó tiếp tục cố gắng, lần thứ hai đi Thánh Sơn. Nhưng mà, thật giống như con Thánh Lộc kia nhìn chằm chằm bọn họ, lại ép lên, để bọn họ lần thứ hai thảm bại mà chạy. Như thế hết lần này tới lần khác, bọn người Lăng Hàn dùng nửa năm thời gian cũng không thể đi vào núi, để mỗi người đều buồn bực. Nếu như không thể rời đi nơi này, tuổi thọ của bọn họ nhiều nhất chỉ có 800 một năm, thật có thể lấy tay đếm ngày chết của mình đến. Đường đường lục liên hoàng giả, đế giả, lại sẽ chết vì tuổi thọ khô cạn, cái chết này không cách nào nhắm mắt a à. bọn họ tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn bất luận làm sao lần này coi như tái ngộ thánh lộc vậy trốn cũng phải chạy vào thánh sơn nếu không cả đời cũng đừng nghĩ lên núi quyết định chủ ý bọn họ lần thứ hai xuất phát chậm lang hàn đột nhiên khoát tay chặn lại nghe được một chút động tính xa xa cửa thảo tách ra đột nhiên xông tới một đoàn người bạo vũ kiếm hùng ánh mắt của vân hà tiên tử hơi co rút lại không nghĩ tới đối phương lại đến cái này cũng là bọn họ bị nhốt ở đây nửa năm, bằng không tất cả thuận lợi, bọn họ đã sớm đạt được bí mật của chiến giáp rời đi. Ánh mắt của Lăng Hàn chăm chú vào trên người một người khác, đây là một ác ma tộc một sừng, vóc người khôi ngô, cái đuôi thỉnh thoảng co rúm một hồi, đảo loạn không khí, hiện ra một mảnh hỗn độn. Thực lực của người này cực kỳ mạnh, ha 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 ha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Bạo vũ kiếm hùng cười to, nhưng âm thanh rất lạnh lùng. Nguyên bản bạo vũ gia tộc cũng không có hứng thú quá lớn với cổ mộ này, tuy có người nói là tổ vương mộ nhưng tổ vương chính là bất tử bất diệt trên đời này từ đâu tới nhiều tổ vương mộ như vậy cho nên mới chờ có nhân vật thủ lĩnh như bạo vũ kiếm hùng xuất hiện đi tới thăm dò tình huống nếu bạo vũ kiếm hùng không thể giải quyết được sẽ về gia tộc mời nhân vật càng mạnh hơn ra tay còn không có đi vào liền bị người đánh ra điều này làm cho bạo vũ gia tộc phẫn nộ ác ma tộc một sừng đứng ra ánh mắt quét qua đám người lăng hàn lạnh nhạt nói ác ma tộc này lưu lại những người khác tất cả đoạn một tay có thể lăn đám người vân hà tiên tử đều giận dữ người cũng quá ngang ngược đi hừm các người muốn chết phải không trong mắt ác ma tộc một sừng kia lóe ra hung quang làm người kinh hãi để mọi người đều cảm thấy ngực khó chịu khó chịu đến muốn thổ huyết thực lực của người này quá mạnh mẽ nói không chắc chính là cường giả bát liên không muốn ta hối hận thì mau cút ác ma tộc một sừng uy nghiêm đáng sợ nói vẻ mặt của lang hàn nghiêm nghị ác ma tộc này cực kỳ mạnh mẽ, không thể khinh thường. Hắn cười ha ha nói, ta nơi nào trêu chọc các ngươi, thân là ác ma nhất tộc, lại xen lẫn với những thiên sứ tộc xấu xí này, mất hết mặt của chúng ta. Ác ma tộc một sừng lạnh lùng nói, loại bại hoại như ngươi, ta từ trước đến giờ chỉ có một loại biện pháp. Hắn dừng một chút, đằng đằng sát khí nói, chết, lang hàn nhún vai, nhưng mà ta vẫn không có sống đủ a. À? ngươi là tự mình muốn chết. Ác ma tộc một sừng trực tiếp giết ra, một tay ghim xuống, nhất thời có vô số lưu tinh rơi rụng, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thứ này xác thực rất mạnh mẽ, nhưng so với con thánh lộc kia liền kém xa lắm. Hắn lấy ra tiên ma kiếm đón nhận, soạt, một đạo kiếm khí xẹt qua bầu trời, đùng 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 đùng, lưu tinh đập về phía Lăng Hàn nhất thời dồn dập bạo nát, những cái còn lại đánh vào mặt đất, chấn động đến đại địa không ngừng run rẩy. Hả, ác ma tộc một sừng nhìn kiếm trong tay Lăng Hàn, ánh mắt trở nên nóng rực. Hảo kiếm, cho dù tốt cũng không có quan hệ tới ngươi." Lăng Hàn cười ha ha, vung kiếm mà tới, rơi vào trong tay loại cặn bã như ngươi quả thực là minh châu long đong. Ác ma tộc một sừng cười nhạo, hắn đánh ra trưởng trưởng, đương nhiên sẽ không để tiên ma kiếm hoặc kiếm khí chém ra đụng tới thân thể, chỉ lấy lực lượng chấn kích. Chương 2544, gắp lửa bỏ tay người. Cảnh giới của hắn cách xa Lăng Hàn, tự tin có thể lấy lực lượng đánh chết Lăng Hàn, làm cho đối phương căn bản không phát huy ra được vũ khí sắc bén đây quả thật là sách lược rất tốt cảnh giới kém quá lớn sức chiến đấu căn bản không ở một trục hoành nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ đến thể phách của lăng hàn vượt xa cảnh giới rung động tí tẹo này căn bản không đến nơi đến chốn chỉ có thánh lộc kia mới có thể chân chính uy hiếp được lăng hàn bọn họ đại chiến ác ma tộc một sừng đầu tiên là xem thường sau đó trở nên nghiêm nghị cuối cùng nhíu mày hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục liên khó giết như vậy đây thực sự là lục liên sao trong thất liên cũng tìm không ra mấy quái vật như vậy a à. đúng lúc này chỉ thấy một bóng đen che trời bỏ ra cái bóng to lớn mấy người lang hàn đã hình thành phản ứng bản năng đều hét lớn một tiếng nói mau chạy nhất thời cả đám bỏ chạy so với con thỏ còn nhanh hơn vừa vặn những người bảo vũ gia tộc này có thể hấp dẫn sự chú ý của con thánh thú kia thực sự là người tốt khóe miệng của ác ma tộc một sừng không khỏi co giật lang hàn lại chạy như thế hắn muốn đuổi nhưng bóng đen trên đỉnh đầu đã bao phủ xuống, chỉ thấy đó là một con thánh lộc, từ cổ bắt đầu là hình người, hai tay mở ra, trong tay ngưng tụ từng viên điện cầu trắng lóa. Chỉ liếc mắt nhìn, ác ma tộc một sừng liền không khỏi cả người phát lạnh, vội vã quát to một tiếng. Lui, mau đi, con thánh lộc này quá mạnh mẽ, hắn khó có thể ngang hàng, nhất định phải vận dụng át chủ bài, nhưng chỉ có thể chống đỡ, muốn thủ thắng là khó như lên trời. Lúc này thánh lộc không để ý đến bọn người lăng hàn, mà nhìn chằm chằm đoàn người bảo vũ ra, có thể là chơi chán, muốn đổi món đồ chơi mới. Nó triển khai truy sát, khiến cho ác ma tộc một sừng chỉ có thể vận dụng át chủ bài, kia là một trái cây, sau khi hắn ăn vào sức chiến đấu tăng nhiều, cùng thánh thú liều mạng mà không rơi xuống hạ phong, nhưng muốn chém giết đối thủ thì đừng hòng. Đoàn người Lăng Hàn nhân cơ hội đào tẩu, bọn họ nguyên bản đã quyết định chủ ý, lần này tự nhiên đi thẳng lên núi. Hơn nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng thành công đi tới dưới Thánh Sơn bước ra bước thứ nhất leo núi bước ra bước này cảnh vật trước mắt thay đổi nguyên bản thánh sơn vàng trói lọi lại trở nên âm u đầy tử khí khắp nơi có hắc khí từ dưới nền đất bốc lên hóa thành đủ loại hình thái cực kỳ quỷ dị đây là thánh sơn sao tất cả mọi người lắc đầu này căn bản là một tử sơn đi mọi người lên núi dựa theo người bộ lạc miêu tả một đường đi tới trong một thung lũng sau đó bọn họ nhìn lên trên thung lũng rất đột ngột hầu như bốn phía đều là vách núi mà phía dưới thì che kín đá nhọn. Nếu như chỉ như vậy, vậy không có ai lưu ý, nhưng vấn đề là, ở đây trọng lực vô cùng lớn, căn bản ngay cả bước đi cũng khó khăn, một khi từ phía trên té xuống, vậy khẳng định ngòm củ tỏi. Đương nhiên, không có chuyện gì leo vách núi làm chi. Đơn giản, muốn phôi thô tiến hóa, nhất định phải đặt ở trong vách núi. Đặt ở phía dưới không được sao, được là được, nhưng đừng quên, sinh hoạt trong khu vực này cũng không chỉ có một bộ lạc, mà rất nhiều, vì tranh cướp đồ ăn mà phát sinh tranh đấu thậm chí chiến tranh, nếu như đặt phôi thô ở dưới chân vách núi, cái này không phải đưa người sao. Phải biết ở đây kim loại là cực kỳ quý giá, so với đồ ăn còn muốn quý giá. Vì lẽ đó, mọi người đều sẽ tận lực bò lên trên vách núi, sau đó đào ra một cái động, bỏ phôi thô vào. Lên càng cao, che giấu càng kín, vậy bị người khác lấy đi dĩ nhiên sẽ càng thấp. Bọn người lăng hàn không có hứng thú với phôi thô, mà là muốn có được bí mật để phôi thô tiến hóa. Bọn họ tìm kiếm ở bốn phía thung lũng, đến cùng là lực lượng nào để phôi thô phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Người bộ lạc đối với nơi này cực kỳ kính nể, nhìn bọn họ xưng là Thánh Sơn liền biết rồi, tự nhiên không dám đi trắng trợn phá hoại, nhưng đám người lăng hàn liền không giống, bọn họ xới ba tắc đất, nếu như tất yếu, bọn họ không tiếc san bằng tòa sơn cốc này. Nhưng mà, trọng lực nơi này thực quá to lớn, chỉ đứng cũng là một kỳ tích, chứ nói chi là muốn lắc lư khắp nơi. Hơn nữa ở dưới trọng lực như vậy, ngọn núi cũng cực kỳ cứng rắn, nửa ngày mới có thể nện xuống một tảng đá. Bọn họ xác thực có thể hủy đi tòa sơn cốc này, nhưng cần thời gian lại có khả năng là 10.000 năm, 10 vạn năm. Thêm chốt là, bọn họ có thời gian lâu như vậy sao? Ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy đói bụng, cũng gặp phải vấn đề tuổi thọ, cùng lắm cũng không quá ngàn năm, từ đâu tới nhiều thời gian như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Không thể phá giải bí mật của thung lũng, bọn họ tự nhiên không tìm được con đường rời đi, có khả năng sẽ chết già ở chỗ này. Lăng Hàn lấy ra Tiên Ma kiếm, chém ở trên vách núi, đây chính là tiên khí, đồ vật sắc bén nhất, kiên cố nhất thế gian. Hiệu quả rõ ràng, hắn rất nhanh cắt ra một sơn động có thể chứa người tiến vào. Hắn vào trước, mọi người vội vã theo, này có thể chính là đường sống của bọn họ. Ở đây, mọi người đều biến thành thân thể máu thịt, mà không phải tiên thần ở bên ngoài không biết mệt mỏi, Lăng Hàn làm nửa ngày, cánh tay mỏi như, liền giao Tiên Ma kiếm cho hổ nữu tiếp tục hổ nữ chỉ làm ba canh giờ, liền để nữ hoàng thay ca, mà nữ hoàng cũng đồng dạng chỉ làm ba canh giờ, liền giao nhiệm vụ cho nhu yêu nữ, mà nhu yêu nữ liền thua kém nhiều rồi, chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Mọi người từng cái tiếp sức, Lăng Hàn cũng không sợ có người cưỡng đoạt tiên ma kiếm. Thứ nhất thực lực của hắn mạnh nhất, thứ hai trong tiên ma kiếm có ý chí võ đạo của hắn, chỉ ít thực lực phải vượt qua hắn gấp mấy lần, mới có thể xóa đi ý chí của hắn, bằng không tiên ma kiếm sẽ tự động công kích. Tất cả mọi người khen tiên ma kiếm không dứt miệng, đại bộ phận người cho rằng cái này khả năng cực cao là cấp bậc cửu liên, dù như thế nào cũng không dám nghĩ tới tổ khí. Lục liên ngũ diệp nắm giữ tổ khí, đua gì thế, dòng rã nửa tháng trôi qua, vừa vặn đến phiên lăng hàn chặt đá mà đi, âm thanh ào 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 truyền đến, chỉ thấy đá hắn phá tan lại không phải rơi về phía bọn họ, mà rơi xuống một bên khác. Lăng hàn đầu tiên là sướng sờ, tiếp theo chính là đại hỷ, lòng núi này lại trống rỗng, hắn đào tới khu vực này, chương 2545, sông ngầm, hắn sử dụng kiếm ma kiếm chém mấy lần, cắt ra cái động có thể cho phép một người thông qua, trước tiên thả thần thức vào. Toàn bộ lòng núi hoàn toàn trống rỗng, lớn vô cùng, nếu như từ cửa động mà lăng hàn đào ra đi tới, hắn sẽ một cước giấm không, sau đó rơi xuống vực sâu vạn trượng, coi như phía dưới không phải đá nhọn sắc bén, cũng có khả năng rơi tan xương nát thịt. Bởi vì trọng lực nơi này quá mạnh mẽ, đây là một lưỡi dao sắc treo ở trên đầu mọi người. Lăng Hàn nói tình huống cho mọi người, mọi người đều nghiêm nghị. Hắn thu ba người hổ nữ vào hắc tháp, sau đó xuất động trước, theo vách núi bỏ xuống. Kỳ thực những người khác cũng muốn vào trong không gian thần khí của Lăng Hàn, nhưng lại không ngại ngùng mở miệng, chỉ có thể tự mình bò. Bọn họ cũng không thể tiến vào không gian thần khí của người khác, bởi vì căn bản không biết tình huống, vạn nhất đột nhiên muốn ra nhìn, kết quả vẫn không có bước một bước, liền ngã chết thì làm sao bây giờ bọn họ vẫn không có tín nhiệm lăng hàn đến trình độ như vậy lăng hàn bò rất lâu dựa theo độ cao đến tính hắn đã thâm nhập dưới nền đất mấy chục dặm nhưng trọng lực nơi này quá lớn tốc độ của hắn cực kỳ chậm bằng không mấy chục dặm không phải sự tình một cái nháy mắt sao nơi này đen kịt lấy thị lực của hắn cũng không cách nào nhìn thấy địa phương bên ngoài ba trượt mà thần thức cũng bị trọng lực dẫn dắt căn bản không thể chạm tới địa phương quá xa hắn gian nan những người khác tự nhiên càng thêm run sợ cũng may có lăng hàn dò đường bằng không tốc độ của bọn họ còn chậm hơn vài lần, thậm chí mười mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Vân Hà tiên tử bay lên một luồng oan ức, tại sao Lăng Hàn sẵn lòng thu các nàng hổ nữ vào không gian thần khí, nhưng không hỏi nàng có muốn hay không? Nàng càng nghĩ càng oan ức, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe Lăng Hàn phát ra một tiếng kêu kinh hỉ. Sắp tới đáy rồi, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập dừng lại, nhìn về phía dưới. Trước bọn họ chỉ bò cẩn thận từng ly từng tí toàn bộ tâm thần đều phóng tới chuyện này nào có dỗi dãi chú ý chuyện khác cho đến lúc này bọn họ phát hiện phía dưới có ánh sáng yếu ớt giật động suốt cục đến cuối bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm lại leo xuống một đoạn lăng hàn khẽ nhíu mày bởi vì lần này hắn nhìn thấy rõ ràng phía dưới lại là một con sông ngầm trước đó hắn nhìn thấy ánh sáng là không biết chất liệu gì trong nước lấm ta lấm tấm nước chảy không hề có một tiếng động yên tĩnh đến dọa người lăng hàn nói ra tình huống sau đó ngừng lại cách nước sông phía dưới gần như một trường mọi người dồn dập xuống tới độ cao như vậy song song với lăng hàn nhưng không có một người xuống sông trời mới biết sông nước này là cái gì vạn nhất tràn ngập kịch độc thì sao lăng hàn không để ý đến người khác mà trước tiên từ trong hắc tháp lấy ra chút đá cùng kim loại từng cái ném vào trong sông quan sát có chuyện quái dị gì, gì xuất hiện hay không dao những thứ đồ này ném đến giữa sông vung lên từng mảnh từng mảnh bọt nước sau đó chìm xuống bị nước kéo đi, không nhìn ra có dị dạng gì. Lăng Hàn suy nghĩ chốc lát, lại lấy ra một cây tiểu thụ ném vào trong dòng sông, không gian hắc tháp lớn như vậy, bên trong món đồ gì cũng có. Sức nổi của tiểu thụ liền lớn hơn nhiều, không có trầm xuống đáy, mà nổi ở bên trên, xuôi dòng mà đi. Mọi người đại hỉ nói, thuyền có thể qua, hắc tháp tuy lớn, nhưng cũng không phải cái gì cũng có, chỉ ít không có thuyền. Hiện tại bọn họ bám lấy vách núi, chịu đựng trọng lực to lớn, muốn tạo một chiếc thuyền độ khó có thể nói là như lên trời. Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một cây đại thụ, sau đó nói. Ta nói nhảy, mọi người cùng nhau nhảy lên cây. Tất cả mọi người gật đầu, biết Lăng Hàn kế tiếp nhất định sẽ ném ra một cây đại thụ. Oanh, Lăng Hàn dương tay một cái, trong dòng sông nhất thời có thêm một cây, tán cây to lớn, hoàn toàn có thể coi như thuyền tới dùng. Nhảy, Lăng Hàn kêu một tiếng, lập tức nhảy xuống. Mọi người vội vã nhảy ra, rơi vào trên thân cây. Quái lạ chính là, ngồi ở trên thân cây lại không cảm giác được trọng lực áp bức mảy may, thật giống như đến nơi này, quy tắc thiên địa phát sinh biến hóa to lớn. Phần cuối con sông ngầm này có con đường rời đi hay không? Có người nói, hắn đối với nơi này thực sự là sợ, thà rằng không muốn bí mật chiến giáp gì, chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Có thể là hạt nhân của nơi đây, chất chứa hết thảy bí mật. Lăng Hàn biết, đây là nơi chôn xương của một thập bát liên tổ vương, có thể ở phần cuối nhìn thấy di thể của vị tổ vương này hắn đối với chuyện này cực kỳ nóng lòng, bởi vì hắn từ chỗ Vũ Hoàng đạt được dẫn dắt, nếu như dung hợp một bộ di cốt tiên vương tầng 9, là có thể dựa vào cái này tu ra chín phân hồn. Nữ hoàng, hổ nữ đều có hy vọng trở thành đế tinh, chỉ là giới hạn ở thiên địa bản nguyên ít ỏi cùng xương cốt tiên vương hiếm thấy, các nàng mới chỉ có thể bốn phân hồn liền đột phá. Nhưng nếu như đạt được xương tổ vương nơi đây, vậy các nàng trở thành đế tinh liền không phải chuyện khó. Đến thời điểm, coi như để hắc tháp tiêu hao hết một chút lực lượng cuối cùng, Lăng Hàn cũng muốn chân áp xương tổ vương. Hắn để ba nữ hổ nữ đi ra, tạm thời là không có nguy hiểm. Thuyền xuôi dòng mà đi, cực kỳ vững vàng, nhưng tiệc vui chóng tàn, hơn một canh giờ sau, dòng nước đột nhiên trở nên chảy xiết, đại thụ run rẩy dữ dội, để tất cả mọi người trở nên sốt sắng, cái này sẽ không phải hỏng thuyền chứ. Lăng Hàn đang muốn thu các nàng hổ nữ vào hắc tháp, đã thấy cây đại thụ này đột nhiên trầm xuống, sau đó lại giật động, một đạo sóng lớn lập tức đánh lại, rào, tiếng nước vang động, mọi người cũng không biết nước sông này là cái quỷ gì tự nhiên muốn né tránh nhưng bọn họ ngơ ngác phát hiện mình không động đậy được nữa không đúng không phải không động đậy được nữa mà là tốc độ của bọn họ chậm đến trình độ cực cao chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sóng kia đánh tới trong lòng lăng hàn ngộ ra không phải tốc độ của bọn họ chậm mà là vấn đề thời gian chảy thời gian chảy của bọn họ đối lập với ngoại giới không biết giảm bớt bao nhiêu lần cho nên mới như vậy chờ chút nếu như nói thời gian chảy của hắn giảm bớt tại sao hắn có thể cảm giác được? chương 2546, Tu Vi Bão Táp Theo lý mà nói, bởi vì tranh lệch thời gian quá nhiều, như vậy hắn căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị nước sông vỗ tới, làm sao sẽ bay lên cảm giác như vậy? Đây chỉ có một nguyên nhân, thời gian chảy của thân thể hắn là chậm, nhưng thần hồn không chậm. Đúng, nước sông vỗ lại, tạt vào mọi người, nhưng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lăng Hàn nói với ba người hổ nữ, Thời gian chảy của nơi này quỷ dị, thần hồn tựa hồ có thể lấy vô số lần tốc độ vận chuyển, có thể ngộ đạo. Đây là lấy thần thức truyền âm, bằng không muốn hắn mở miệng, lại không biết cần bao nhiêu thời gian, có thể một năm, có thể mười năm. Cường giả thập bát liên bày xuống thời gian chảy khẳng định châu bò. Ba người nữ hoàng ngay cả đầu cũng không có gật, các nàng là người thông minh, vừa được lang hàn đề tỉnh liền rõ ràng. Đối với những người khác mà nói, loại thời gian chảy ra gia tốc này không có ý nghĩa quá to lớn, bởi vì chỉ có thần hồn gia tốc, thân thể không có, thật giống như ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu. Nhưng đối với bốn người lang hàn mà nói lại không giống, bởi vì tu vi trên thực tế của bọn họ đã đạt đến tiên phủ, thân thể đã sớm có điều kiện như vậy, chỉ là hiện tại trùng tu quy tắc của dị vực, có thể nói hoàn toàn là phương diện thần hồn. Vì lẽ đó, bọn họ ở trên cây ngồi một ngày thời gian, thần hồn nói không chắc đã tìm hiểu mấy chục năm, tu vi hoàn toàn có thể tăng nhanh như gió. Bốn người lập tức nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trước bọn họ vẫn tiếp xúc khởi nguyên ma phương, thu được lượng lớn cảm ngộ, chỉ là không có hệ thống sắp xếp, cuối cùng vẫn là bởi vì thời gian không đủ, hiện tại mở ra cho bọn họ một cánh cửa để bọn họ có đủ thời gian đi lĩnh ngộ. Lại nói, hiện tại không tìm hiểu có thể làm gì, thời gian chảy của thần hồn cùng thân thể căn bản bất nhất, bọn họ hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của mình. Lăng Hàn cũng không có nhắc nhở mấy người Vân Hà tiên tử, mọi người lại không phải một chiến hào hắn không có hạ sát thủ cũng đã không tệ. Có điều những người này không phải hoàng giả chính là đế giả, rất nhanh cũng nhìn ra đầu mối, đều không kinh hoàng nữa, mà đồng dạng bắt đầu tìm hiểu. Đại thụ bồng bềnh, như mũi tên rời cung, gần như vài ngày sau, dòng nước lần thứ hai trở nên bằng phẳng, thậm chí bất động, lúc này, thân thể của tất cả mọi người run lên, bỗng nhiên phát hiện tốc độ của mình tăng vọt vô số lần. Thời gian chảy của thân thể khôi phục, xoàng một mảnh mây đen hội tụ, thiên kiếp sáng lâm, hơn nữa còn không phải một đạo mà là bốn phân biệt nhằm vào lăng hàn nữ hoàng hổ nữ cùng nhu yêu nữ thần hồn của bọn họ không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng vượt qua ngưỡng cửa phân hồn mà một khi thân thể cùng thần hồn thành một thể lập tức gợi ra cảnh giới đột phá tự nhiên đưa tới thiên kiếp nơi này là phần cuối của dòng sông phía trước xuất hiện đất bằng chính là nham thạch chọc lốc không có một cây cỏ bốn người lăng hàn vội vã nhảy xuống đi tới trên đất bằng sau đó bốn người tất cả đứng một bên nghênh tiếp thiên kiếp đến, bằng không nếu như bọn họ đứng quá gần, có thể sẽ quấy rầy thiên kiếp của nhau, vậy liền làm lớn. Soảng soảng soảng, thiên lôi cuồn cuộn, oanh kích không dứt. Bọn người Vân Hà tiên tử không ngừng hâm mộ, bọn họ khẳng định có thể bước vào phân hồn, đế giả trí ít cũng có thể trở thành thập tam, thập tứ liên tổ vương, nhưng chỉ ngồi thuyền liền có thể đột phá một cảnh giới lớn, cái này thật là khiến người ta đố kỵ. Nhưng đột phá thất liên không phải đi địa phương đặc biệt sao, làm sao bọn họ tự nhiên liền vượt qua. Lẽ nào, bọn họ là chém xuống tu vi trùng tu, bằng không sẽ không cách nào giải thích. Suy đoán như vậy tuy không hoàn toàn phù hợp sự thực, nhưng cơ bản là như vậy, chỉ là tu vi của đám người lăng hàn cũng không có chém xuống, chỉ là tự mình tản đi sức mạnh thiên địa của tiên vực, tu lại từ đầu. Rất nhanh, sắp tới một ngày trôi qua, thiên kiếp tiêu tan. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp nói chuyện, lần thứ hai thiên kiếp lại tới nữa, vẫn là bốn người một người một độ kiếp bọn họ tìm hiểu được quy tắc dị vực vượt xa thất liên nhất diệp vì lẽ đó tu vi từng tầng từng tầng tăng lên hiện tại chính là thiên kiếp của thất liên nhị diệp sau một ngày thiên kiếp tiêu tan mọi người vừa định nói chuyện lại nghe soảng một tiếng thiên kiếp lần thứ ba giáng lâm kháo còn có tất cả mọi người nói không ra lời tuyệt đối cho rằng bốn người này nhất định là chém xuống tu vi một lần nữa trùng tu nếu không thế gian tuyệt không có quái vật như vậy hơn nữa vừa ra chính là bốn lại sau một ngày thiên kiếp lần thứ ba tiêu tan. Lúc này, nhụ yêu nữ cuối cùng đi về phía mọi người, cường độ thần hồn của nàng lần thứ hai tương xứng tu vi, đương nhiên sẽ không có thiên kiếp giáng lâm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm, rốt cục dừng lại, hù chết bọn họ. Nhưng mà, lôi vân lại tới nữa rồi, lại còn có làn sóng thứ tư. Lần này, thiên kiếp nhằm vào là ba người lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ. Sau làn sóng thiên kiếp này, cuối cùng không có lôi vân mới sinh thành. Nữ hoàng cùng hổ nữ tự nhiên đều là tu vi thất liên tứ diệp, mà lăng hàn là thất liên cửu diệp, chỉ là năm đạo phía sau là cùng một chỗ đến, người khác căn bản không thấy được. Các ngươi, thật đáng sợ, Vân Hà Tiên Tử run giọng nói, coi như bọn họ chém xuống tu vi làm lại, đây cũng quá khuếch đại đi. Lăng hàn cười nhạt, tu vi của hắn bây giờ đã trở lại chín phân hồn, thời điểm ở tiên vực hắn liền nắm giữ sức chiến đấu của tiên phủ nhị bí, hiện tại lấy quy tắc hai giới mượt mà, sức chiến đấu tự nhiên nâng cao một bước ngay cả tiên phủ tam bí cũng có thể chiến một trận đây là cực kỳ kinh người lang hàn khe khẽ rung lên đánh rơi dụng cụ bảo vệ trên người xuống bây giờ tu vi của hắn so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu lần những dụng cụ bảo vệ này đối với hắn đã không hề có tác dụng tiếp tục đi thôi hắn nói hắn tràn ngập hứng thú với xương của tổ vương nhất định phải đạt được cho hổ nữ cùng nữ hoàng còn nhu yêu nữ thì thôi nàng vốn chỉ là vương giả dựa vào thiên đạo ngọc mới xông lên hoàng giả lại dựa vào tiên quả của bách quả thụ may mắn bước vào đế giả, nhưng cái này đã ép sạch tiềm lực của nàng, không thể lại trở thành đế tinh. chương 2547, Chiến binh, dù sao, cho dù ở trong thiên địa như dị vực, đế tinh cũng chỉ chừng trăm cái mà thôi. Tất cả mọi người đi theo phía sau Lăng Hàn, Lăng Hàn thì lấy ra tiên ma kiếm, nếu hiện tại tu vi của hắn là thất liên cửu diệp, đương nhiên phải tăng tiên ma kiếm lên một hồi. Mặt đất rất không bằng phẳng, cao thấp chập trùng, hoàn cảnh cực kỳ âm u, cũng yên tĩnh dọa người, bước chân hạ xuống, âm thanh rất rõ ràng. Đạp 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 đạp, tiếng bước chân còn vang vọng ở bốn phía, có chút là từ địa phương rất gần chuyển đến, có chút là chỗ xa vô cùng, giao thoa với nhau, khiến người ta căn bản biện bạch không ra, thật giống như nơi này có mấy chục thậm chí hơn trăm người cùng nhau bước đi. Không đúng, hổ nữ đột nhiên dừng lại, dùng cái mũi nhỏ người ngửi, lộ ra hai hàm răng. Đám người lăng hàn cũng ngừng lại, đạp đạp đạp, hồi âm không dứt nhưng bọn họ đã ngừng lại, tự nhiên cũng chậm chậm biến mất nhưng có một tiếng bước chân trước sau như một không vội không chậm vang lên tất cả mọi người kinh ngạc bọn họ đã dừng bước cái này là ai đây bọn họ tỉ mỉ tìm cuối cùng đưa mắt tìm đến trong bóng tối phía bên trái đạp 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 tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng làm cho tất cả mọi người lo lắng để phòng trở nên sốt sáng lên tiếng bước chân cố ý đến rất chậm nhưng cực kỳ ổn định qua đầy đủ một nén hương thời gian mới thấy một tia sáng xuất hiện ồ oh. À, hả, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người tới dĩ nhiên là một người kim loại, toàn thân phát sáng, cao ba thước, chỉ đơn giản nắm giữ hình tượng của người. Thật đáng yêu, vân hà tiên tử cùng nhu yêu nữ đều kêu lên, ăn không ngon, hổ nữ le lưỡi một cái, nàng là kẻ tham ăn tiêu chuẩn, ở trong mắt nàng không có giải thích đáng yêu hay không đáng yêu, mà là ăn có ngoan hay không. Nhưng nữ hoàng không để ý chút nào, tuy nàng không phải kẻ tham ăn, nhưng cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng khắp thiên hạ nàng to lớn nhất. Nàng đẹp nhất, người nào cũng phải đứng sang một bên. Người kim loại này từng bước từng bước đi tới, rất chậm, rất máy móc, còn lay động loáng một cái, quả nhiên rất đáng yêu. Ôm một cái, Nhu yêu nữ lập tức nhảy ra ngoài, mở ra hai tay. Bắn ra, người kim loại ngẩng đầu nhìn về phía Nhu yêu nữ, hai đạo quang mang màu đỏ từ trong hai mắt của nó bắn ra, bắn về phía ngực của Nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ quát khẽ một tiếng, hai tay niêm phong ở trước mặt mình, quy tắc phun trào, hóa thành một tấm khiên. Oanh, ánh sáng đỏ đánh lên khiên, bùng lên hào quang càng thêm rừng rực, mà nhu yêu nữ thì lùi về phía sau, đằng đằng đằng, liền lùi lại mười mấy bước mới ngừng lại. Người kim loại này vừa ra tay liền không dừng lại, chân nhỏ bắn ra, lại giết về phía nhu yêu nữ. Người lừa gạt ta sao? Nhu yêu nữ cả giận nói, thứ này nhìn khả ái như thế, nhưng dám ra tay với nàng, liền không còn cảm thấy đáng yêu rồi. Nàng hung hãn ra tay, tu vi cấp bậc địa hồn, nhưng sức chiến đấu ngũ hồn đỉnh cao, đủ để khinh thường toàn bộ phân hồn cảnh bắn ra hai mắt người kim loại phát sáng đây là thủ đoạn công kích của nó có thể tiến hành tấn công từ xa hơn nữa uy lực lại còn tương đối mạnh bức nhu yêu nữ lui trở lại tất cả mọi người ngơ ngác người kim loại này đến cùng là cái quỷ gì nếu như nói nó là bát liên như vậy trấn áp nhu yêu nữ là điều chắc chắn nhưng nếu như nó là thất liên vậy phải là thủ đoạn rèn đúc kinh người cỡ nào mới có thể làm cho nó nắm giữ sức chiến đấu vượt qua cực hạn cái này nhất định là khôi lỗi vân hà tiên tử dung sắc hơi động nói đây là chiến binh của huyền nghịch vị diện không sai nhất định đúng bị nàng đề tỉnh như thế tất cả mọi người dồn dập gật đầu có vẻ tỉnh ngộ lăng hàn cảm thấy hiếu kỳ sao huyền nghịch vị diện đến nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái như vậy tựa hồ vị diện này cực kỳ ỉ lại ngoại vật tỉ như chiến giáp có thể để sức chiến đấu của võ giả tăng lên trên diện rộng hơn nữa hắn đạt được chỉ là đồ vật thô giáp nhất căn bản không có gia công tỉ mỉ chỉ cần thả ở chỗ này trên 3 năm là được. Mà một khi là công nghệ chế tác cao cấp đi ra, vậy sức chiến đấu sẽ kinh người cỡ nào? Hiện tại nơi này lại xuất hiện một bộ chiến binh quái lạ, hẳn là cấp bậc phân hồn, nhưng sức chiến đấu có thể vượt qua thiên hồn, thực kinh người, phải biết thiên hồn hoàng giả mới có thể sánh vai cùng Nhu Yêu nữ. Đại chiến kịch liệt, Nhu Yêu nữ hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Nàng am hiểu nhất chính là mê hoặc chi đạo, nhưng hiện tại đối thủ là một bộ máy chiến đấu có thể nói là xinh đẹp mị nhãn cho người mù xem, hoàn toàn là đàn gảy tai châu, căn bản không hề có tác dụng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lấy võ chiến thắng, cái này không phải sở trưởng của nàng, căn bản áp chế không được chiến binh này. Lăng Hàn càng ngày càng cảm giác đồ vật của huyền nghịch vị diện có ý tứ, nếu như có thể học trộm được mà nói, vậy mang về tiên vực, có thể tăng cường thực lực của tiên vực rất lớn, vậy muốn đối kháng dị vực xâm lấn liền ung um dung hơn rất nhiều. Hắn nhảy ra, giơ tay chộp tới bộ chiến binh kia, Nhu yêu nữ thấy hắn ra tay, rất phối hợp mà nhảy về phía sau, cũng không có tranh cường háo thắng. Ở trước mặt Lăng Hàn, nàng biết tiến thối, chắc chắn sẽ không cố ý cướp danh tiếng của Lăng Hàn, hay hạ thể diện của Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn chỉ một trường ấn xuống, chiến binh này lập tức bị chấn bỏ ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn là có sức chiến đấu của tiên phủ Tam Bí A. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, biết Lăng Hàn mạnh mẽ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lăng Hàn theo bản năng dò thần thức vào trong chiến binh, nhưng... Tách, chiến binh này lập tức đổ nát, giống những chiến giáp lúc trước kia. Hắn cầm lấy kim loại phá nát lên xem, chỉ thấy bên trong che kín từng sợi kim loại, vô cùng phức tạp. Lại tự hủy, tựa hồ huyền nghịch vị diện ở trên vật phẩm bọn hắn chế tác làm thủ đoạn đặc thù, dù cho rơi vào trong tay của kẻ địch cũng không sợ, thực lực yếu căn bản vô pháp dò thần thức vào trong đó. Mà thực lực mạnh sẽ lập tức tự hủy, chắc chắn sẽ không để cho kẻ địch dò ngó huyền bí trong đó. Cái này liền khó rồi, không thể nghiên cứu, làm sao mang công nghệ như vậy về tiên vực." Lang Hàn lắc đầu, tiện tay vứt khối kim loại này qua một bên. Chương 2548, chém bạo vũ thượng. Mọi người cũng không nhặt lại, chiến giáp, chiến binh hỏng như vậy ở trên chiến trường hai giới đâu đâu cũng có, cao cấp hơn vô số lần cũng không ít, cũng không biết bị các tổ vương nghiên cứu bao nhiêu kỷ nguyên, không có tác dụng quái gì, căn bản nghiên cứu không ra bất kỳ giá trị. Đi thôi, bọn họ tiếp tục tiến lên hiện tại vấn đề đã không phải bí mật chiến giáp chiến binh của huyền nghịch vị diện mà là bọn họ rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời đi bằng không chỉ ngàn năm mà thôi bọn họ liền chết cả đám tiếp tục tiến lên lần này bọn họ tỉ mỉ lưu ý tiếng bước chân biến hóa đừng vạn nhất bị người đánh trộm sức chiến đấu của chiến binh cực kỳ kinh người hơn nữa nói không chắc còn có càng mạnh hơn đi hơn nửa canh giờ bọn họ đều dừng bước bởi vì bọn họ nghe được trong hồi âm có thêm một tiếng bước chân bọn họ dừng lại đùng 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 tiếng bước chân đang cấp tốc áp sát, nhanh hơn bộ chiến binh trước kia. Đây là một bộ chiến binh hoàn toàn khác nhau sao? Bọn họ quay đầu lại xem, nơi này quá tối tăm, tầm nhìn cực tệ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật ngoài ba trường. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện, kháo, làm sao là một người? Cái này không phải chiến binh, mà là một ác ma tộc, đầu mọc một sừng, chính là cao thủ mạnh nhất của bảo vũ gia tộc. Hắn có chút thảm bại, trên người còn mang theo tổn thương, trên mặt che kín lệ khí hung ác trước bị thánh lộc truy sát tuy hắn lấy ra át chủ bài tiến hành liều mạng nhưng vẫn không địch lại người cùng một chỗ tới toàn bộ bị nuốt sống chỉ có hắn may mắn trốn chạy một mạng cái này là bởi vì hắn tiến vào thánh sơn bằng không chắc chắn phải chết hắn chuyển hận thù này đến trên thân đám người lăng hàn cũng biết sự tình thung lũng liền một đường đuổi lại đây tuy không có đuổi theo đám người lăng hàn lại phát hiện cửa động mở ra liền theo đuôi cho đến lúc này hắn mới rốt cục đuổi theo đều quỳ xuống cho ta hắn lạnh lùng quát Tộc nhân mang ra toàn bộ chết hết, hắn vừa đau lòng lại phẫn nộ, nhưng căn bản không dám tìm con thánh lộc kia liều mạng, không thể làm gì khác hơn là tìm đám người lăng hàn chút giận. Độc giác thú, người không chỉ vóc người xấu xí, nói chuyện cũng thúi a. À. Lăng hàn xem thường nói, vân hà tiên tử mọi người vừa nghe đều cảm thấy buồn cười, bởi vì lăng hàn cũng giải hai cái sừng, người ta là độc giác thú, ngươi là song giác thú, cái này không phải chó trên mèo nhiều lông sao? Lắm lời, ác ma tộc một sừng hừ một tiếng tay phải thò ra liền vỗ tới đám người hổ nữ, hắn biết Lăng Hàn rất quái lạ, tuy sức chiến đấu rất thấp, nhưng thể phách đủ để chịu đựng công kích của hắn, bởi vậy, hắn muốn trước tiên bắt đám người hổ nữ. Khốn nạn, ánh mắt Lăng Hàn lạnh lẽo, soạt, lấy ra tiên ma kiếm, chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, một cánh tay đã múa không mà lên, nặng nề rơi xuống đất. Cánh tay này, là của ác ma tộc độc giác kia, người này gọi bảo vũ anh, hắn ngơ ngác nhìn tay cụt của mình, lại nhìn kiếm trong tay Lăng Hàn, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. "Đệ, Bạo Vũ Kiếm anh là tu vi gì?" Bát Liên Nhất Diệp, hắn ở chảm trần tu đến hoàn mỹ, mà thời điểm ở phân hồn được kỳ ngộ, từng ăn một viên tiên quả, đó là một tên thập bát liên tổ vương ở trong lúc ác chiến rơi xuống tinh huyết, bị một cây tiên dược hấp thu, mới dị biến sinh ra trái cây, hiệu quả kinh người, giúp hắn tu ra đạo phân hồn thứ năm. Vì lẽ đó Bát Liên Nhất Diệp của hắn mạnh mẽ hơn đế giả cùng cấp khác rất nhiều cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất hắn có thể ở trong tay con thánh lộc kia sống sót. Nhưng mà, Lăng Hàn một kiếm chém xuống cánh tay của hắn. Xác thực kiếm này đủ sắc bén, để lực lượng hộ thể của hắn thùng rỗng kêu to, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức chiến đấu của bản thân Lăng Hàn so với trước không biết tăng lên bao nhiêu lần, nếu không, hắn lại không ngốc, sớm biết Lăng Hàn nắm giữ một tổ khí, làm sao sẽ đâm đầu lên. Lăng Hàn cười nhạt nói, bị ngươi bắt nạt một hồi, cũng nên đến phiên ta phản kích, Bạo vô kiếm anh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, vừa mới qua mấy ngày, mà tuy trong sông ngầm có thời gian chảy ra tốc, tương đương với phòng tu luyện thời gian, nhưng chỉ có thể nhằm vào thần hồn, thân thể hầu như sẽ không có biến hóa gì. Vậy thì để một người lục liên ngũ diệp có thể trở nên mạnh như thế. Người không phải lục liên, hắn cuối cùng kinh hô, lang hàn khẽ mỉm cười, hắn tu luyện khi thiên thuật, muốn để người cho rằng hắn là tu vi gì chính là tu vi ấy, chỉ cần không chủ động hiển lộ hoa sen trên chán, ai biết hắn là cảnh giới gì. Hắn không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương, chỉ dung tiên ma kiếm lên, đằng đằng sát khí. Cả người Bạo Vũ kiếm anh run rẩy, hắn linh cảm đến đại sự không ổn. Ngươi là chém xuống tu vi trùng tu, tuy hắn không tin tưởng Lăng Hàn hiện tại là Lục Liên, mà là Thất Liên cử diệp hoặc Bát Liên, nếu không thì chỉ là Lục Liên một kiếm chém xuống cánh tay của Bát Liên, nghĩ như thế nào cũng là chuyện không thể nào. Mà chém tu vi trùng tu, tự nhiên không cần lại đi bí cảnh gì ở dưới thời gian chảy ra tốc liền hoàn thành đột phá liền có thể miễn cưỡng giải thích được. Cuối cùng cũng coi như không phải ngốc về đến nhà. Lăng Hàn cười cợt, thân hình giết ra, tiên ma kiếm tỏa ra hàn quang, dọi sáng khu vực tối tăm này. Bạo vô kiếm anh cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Hắn không dám đánh với Lăng Hàn, tay cụt truyền đến đau đớn kịch liệt, hơn nữa có một luồng lực lượng đáng sợ mài ép vết thương của hắn, ngăn cản khép lại, nếu không thì, cường giả bát liên muốn một lần nữa sinh ra một cánh tay không phải đơn giản sao. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, đuổi theo bão vũ kiếm anh, ong ong ong, hắn thân hóa ngàn vạn, không chỗ không có. Theo tu vi tăng vụt, hắn nắm giữ ở hư linh không gian cũng tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn bù đắp quy tắc hai giới, vượt xa thời điểm chín phân hồn của hắn ở tiên vực. Lăng Hàn hét dài một tiếng, tiên ma kiếm chém ra, chấn áp thô bạo. Bạo vũ kiếm anh căn bản không dám tiếp xúc phong mang, kia là tổ khí A, dù cho chỉ có sắc bén của tổ khí cũng cực kỳ đáng sợ, tùy ý một đạo kiếm khí liền có thể cắt ra làn da của hắn, để hắn ra chóc thịt bong. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, chỉ vì đào mạng. Chương 2549, chém bạo vũ hạ. Bạo Vũ gia tộc còn có cường giả cấp bậc Cửu Liên, liền để cho bọn họ tới đối phó Lăng Hàn là được rồi, hiện tại hắn chỉ muốn chạy ra nơi này. Cái này còn để ngươi chạy, ta sẽ cầm tên viết ngược. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, sát ý của hắn đã sôi trào đối phương là ác ma tộc, cực kỳ tàn nhẫn, để hắn nghĩ tới đồng bào tiên vực ở trên chiến trường hai giới chết thảm, còn có duyên sinh thiên tôn vì đánh vỡ thông đạo hai giới ổn định mà hy sinh, sát ý liền vô hạn. Giết giết giết, lăng hàn ra tay vô tình, thể phải chém giết con ác ma này. Bạo vô kiếm anh tuyệt vọng, hắn lại trúng mấy kiếm, tuy miến cưỡng áp chế lại thương thế, nhưng phát hiện mình thật cách cái chết không xa, dựa cả vào tinh huyết của cường giả bát liên liều chết, chỉ cần tinh huyết tiêu hao hết, hắn sẽ trong nháy mắt tử vong. Hắn căm tức nhìn Lăng Hàn, oán khí ngưng tụ vô hạn, hắn đột nhiên gầm một tiếng, nhào về phía Lăng Hàn, bùng nổ ra một đòn mạnh nhất. Đáng tiếc chính là, lá bài tẩy của hắn sớm đã dùng mất, bằng không còn có tư cách liều mạng với Lăng Hàn. Phốc, một cái đầu người bay lên, chỉ thấy thân thể không đầu của Bạo Vũ kiếm anh lảo đảo, hơi thở sự sống lập tức biến mất, sau đó oành một hồi, ngã rầm trên mặt đất. Ùm ục ục ục, đầu người của hắn vừa vặn lăn tới trước người Lăng Hàn, hai con mắt còn mở tròn trịa, tràn ngập không cam lòng ai có thể tin tưởng một tên bát liên đế giả lại sẽ chết ở trong tay một lục liên nho nhỏ bọn người vân hà tiên tử tràn ngập kính nể lăng hàn mạnh mẽ để bọn họ có một loại sợ hãi cùng sùng bái khó tả bọn họ vốn tưởng rằng sau khi trở về đám người u nguyên vô nhai có thể ung dung trấn áp lăng hàn nhưng hiện tại bọn họ không cho là như vậy lăng hàn nhanh nhẹn tìm ra không gian thần khí trên người bảo vũ kiếm anh cái này hắn đương nhiên sẽ không chia sẻ cho những người khác không tệ cường giả bát liên xuất thân vẫn rất kinh người hắn khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, tất cả mọi người mất cảm giác mà đi, lúc này dù cho Lăng Hàn lại đột phá đến bát liên thập nhất diệp bọn họ cũng sẽ không kỳ quái, có thể Lăng Hàn chính là một vị tổ vương chém xuống tu vi trùng tu thì sao? Lại đi một lúc, khách không mời mà đến trở lại. Lần này đương nhiên không thể là người của Bảo Vũ ra, mà là một bộ chiến binh, nhưng thân cao khoảng một trượng, thật giống như dùng bạch ngân chế tạo ra, toàn thân tỏa ra ngân huy, ở trong động này có vẻ cực kỳ bắt mắt. Nó vừa xuất hiện chính là hai mắt phun ra ánh sáng đỏ, quét qua đám người lăng hàn, quang mang này tràn ngập lực phá hoại, đánh vào trong động cúng trên trụ đá, trụ đá lập tức bị cắt đứt, rớt xuống. Mọi người vội vã đông trốn tây trốn, tuy không nhất định sẽ lợi hại, nhưng chiến binh này xác thực mạnh hơn con trước rất nhiều lần, hẳn đạt đến bát liên, tia sáng này căn bản không thể địch lại được, bằng không chạm một cái nhất định sẽ đứt tay đứt chân. Lăng hàn kinh ngạc, hắn không rõ ràng được cái ánh sáng đỏ này đến cùng là cái quỷ gì lực lượng thuần túy tính phá hoại có hạn căn cơ của thiên địa là quy tắc chỉ có mượn dùng đến lực lượng quy tắc mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhưng hắn không có ở trong ánh sáng đỏ cảm ứng được bất luận quy tắc gợn sóng gì nhưng chỉ là lực lượng thuần túy ngay cả tiên vương cũng chỉ có thể ngang hàng sức chiến đấu của chảm chân làm sao có thể uy hiếp đến các nàng hổ nữ huyền nghịch vị diện không hổ là vị diện cao hơn dị vực tất cả đều cổ quái lang hàn vùng kiếm giết ra chiến binh màu bạc phản ứng cực nhanh có hai đạo ánh sáng đỏ bắn lại. Lăng Hàn vội vã phất lên tiên ma kiếm chặn, ánh sáng đỏ bắn ở trên tiên ma kiếm, một nguồn lực lượng vọt tới, muốn bước lui Lăng Hàn. Hừ, dưới chân Lăng Hàn dẫm một cái, một chân đã dẫm vào mặt đất, nhất thời ngăn cản thế lui. Trong đôi mắt hắn thần quang hiện động, chân còn lại kiên định bước về phía trước. Cơ thể của chiến binh màu bạc hơi ngửa mặt về phía sau, thật giống như ánh sáng đỏ là thực thể, Lăng Hàn bước ra một bước, nó liền muốn lui về phía sau một ít. Thật nóng, Ánh sáng đỏ bắn ở trên tiên ma kiếm, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ, tuy không đủ để nung nấu tiên ma kiếm, nhưng để Lăng Hàn lo lắng, tuyệt không muốn bị ánh sáng đỏ này đụng tới, bằng không lấy thể phách của hắn cũng có khả năng không thể chịu đựng. Chí ít hiện tại không được, chờ hắn tăng trình độ của bất diệt thiên kinh lên, chân chính tương xứng với cảnh giới. Lăng Hàn từng bước từng bước về phía trước, tuy không nhanh, nhưng cực kỳ ổn định. Sau hơn 30 bước, hắn cách chiến binh màu bạc chỉ một trường. Oanh, chiến binh màu bạc há mồm, đột nhiên phun ra một đám lửa hừng hực. Nhìn từ ngoài, nó căn bản là không có miệng, cái miệng này cũng cực kỳ quái lạ, không phải như sinh linh bình thường mở miệng ra, mà là kim loại ở phụ cận miệng lui về phía sau, liền hiện ra một cái cửa động đen thấm. Ngọn lửa này trắng loá, nhưng cực kỳ đáng sợ, mới phun một cái, mặt đất liền bị thiêu đến đỏ chót, thật giống như muốn hóa thành dung nham. Thân hình của Lăng Hàn nhảy nhót, lấy tiên ma kiếm mạnh mẽ bổ ra ngọn lửa, đã đi tới bên chiến binh màu bạc, thần thức dò xét qua trước không dám sợ bị ngọn lửa cùng ánh sáng đỏ thương tổn dù sao đối lập với thân thể mà nói thần hồn vẫn là rất yếu đuối phu thần thức của hắn chạm đến trên chiến binh màu bạc nhưng lại bị gảy trở về mà không phải như trước chỉ cần thần thức của hắn tiếp xúc chiến binh hoặc chiến giáp sẽ lập tức tự hủy chiến binh này không yếu hơn hắn có thể ngang hàng thời gian đủ dài bởi vậy tạm thời không chịu tự hủy còn muốn chiến đấu Lăng hàn vung ra một kiếm tiên ma kiếm tạo nên hàn quang vô tận phốc chiến binh màu bạc giống như tượng đất bị cắt thành hai xeo 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 ánh sáng đỏ trong mắt nó còn loạn quét nhưng không ổn định lúc liền lúc đứt cuối cùng cả người ảm đạm không còn chút động tĩnh nào nữa triệt để phá hủy lang hàn khẽ nhíu mày đây chỉ là chiến binh cấp bậc bát liên nếu cấp bậc tổ vương thì sao một đoàn dân lên chiến trường ngay cả tổ vương thập bát liên cũng tê cả ra đầu chẳng trách dị vực mạnh như thế cũng bị huyền nghịch vị diện đè đánh bọn họ xác thực rất có một bộ lang hàn đột nhiên nghĩ nên đi huyền nghịch vị diện xem một chút. Không, không chỉ huyền nghịch vị diện, còn có nguyên thế giới càng bao la. chương 2550, ngõ Lý, chiến tranh vị diện là quan điểm chính của nguyên thế giới, tin tưởng huyền nghịch vị diện cũng một đầu tiến công dị vực, một đầu khác thì lại chống đỡ vị diện càng mạnh hơn xâm lấn, mọi người đều là như vậy, dù cho là vị diện đỉnh cấp cũng sẽ không thái bình, muốn thôn vệ lẫn nhau, trở thành mạnh nhất trong nguyên thế giới. Ngược lại bây giờ không trở về được, khu vực trung lập bị đánh bảo cơn bão năng lượng đủ để kéo dài mấy trăm triệu năm, không bằng thừa cơ hội này đi các vị diện dạo chơi. Đã có vị diện cao cấp hơn, tại sao phải ở lại dị vực chứ? Lăng Hàn tim đập thình thịch, chỉ bù đắp quy tắc ở dị vực, sức chiến đấu cùng cấp của hắn liền trở nên mạnh hơn, như vậy nếu như có thể tìm hiểu quy tắc của toàn bộ nguyên thế giới một lần, hắn sẽ mạnh đến mức độ nào? Tiên vương tầng 9 liền có thể ngang hàng thiên tôn, có khả năng như vậy sao? Lăng Hàn không biết, một cái còn ở dưới kết cấu của quy tắc, một cái khác nhảy ra quy tắc, không thể đặt ở cùng một chỗ so sánh. Nguyên bản hắn khẳng định là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sau khi nhìn thấy những chiến giáp chiến binh này của huyền nghịch vị diện, hắn liền không thể xác định. Những cái này rõ ràng không có quy tắc tuần hoàn, nhưng sức chiến đấu kinh người, thế gian tràn ngập bất ngờ. Hắn nỗ lực hồi ức chiến đấu cùng chiến binh màu bạc, muốn phá giải bí mật bọn chúng mạnh mẽ, nhưng chăm nghĩ mà không thể nào lý giải. Ta có thể giải đáp nghi hoặc của các ngươi, một thanh âm đột nhiên vang lên mọi người kinh hãi cái này tuyệt không phải ai trong bọn họ nói ra nhưng nơi đây lúc nào lại thêm một người nếu như hắn đột nhiên ra tay hại người ai có thể tránh thoát được lang hàn cũng cả kinh giống mọi người hắn cũng không phát hiện thanh âm này là từ nơi nào nhô ra tất cả mọi người theo địa phương phát ra âm thanh nhìn lại chỉ thấy bên cạnh một trụ đá đang đứng một người không phải ác ma tộc cũng không phải thiên sứ tộc không sừng không vĩ không cách không có vòng ánh sáng thấy thế nào cũng như là một người phổ thông lăng hàn càng kinh ngạc hắn suýt chút nữa cho rằng đây là một người từ tiên vực đến nhưng tuyệt đối không phải người này căn bản không có gợn sóng khí thức của sự sống nếu như không mở miệng nói chuyện cùng người chết không có bất kỳ khác biệt gì chẳng trách không ai phát hiện sự tồn tại của hắn tự giới thiệu mình một chút ta có số thứ tự là ngả ni đạt 0001, nhưng ta không thích danh tự này ta càng yêu thích các ngươi gọi ta Ngõ lý người này nói ngữ khí cực kỳ bình thản không có chút trầm bồng du dương nào Tất cả mọi người không thể nào kỳ giải, tự mình đặt tên cũng vẫn có thể lý giải, nhưng đánh số là có ý gì? Lẽ nào ngươi không phải sinh ra mà là chế tạo ra? Ngươi là người của Huyền Nghịch Vị Diện." Vân Hà tiên tử lớn tiếng quát, tuy nàng không có trải qua chiến trường hai giới, lại biết rất nhiều sự tình liên quan tới Huyền Nghịch Vị Diện, võ giả vị diện kia từ trên hình thể mà nói không khác người tiên vực quá nhiều. Hơn nữa, có chút chiến binh cao cấp cực kỳ linh tính, gần như giống sinh linh, thậm chí ở vài phương diện khác còn thắng được rất nhiều vẻ mặt ngõa lý bình tĩnh, sinh vật giống cái này nói không sai, ta đến từ huyền nghịch vị diện. Hắn từ tốn nói, vốn không hề để ý khuôn mặt của Vân Hà tiên tử đã trở nên đỏ chót. Hắn làm hình dạng người người, ta ngửi được sinh vật giống cái này tản mát ra kích thích tố sinh dục, nàng rất muốn giao phối với ngươi. Một câu tiếp theo là nói với Lăng Hàn, giao, giao phối, Vân Hà tiên tử nhất thời cắn răng, mái tóc phóng lên trời, phẫn nộ bay múa, nàng muốn điên rồi, lại nói nàng như xúc vật. Càng làm cho nàng thổ huyết chính là, con hàng này là cái gì mũi, lại thật cho hắn đoán được. Chết, nàng tựa như phát rồi nhảy ra ngoài, giết tới Ngõ Lý. Ngõ Lý đưa tay về phía trước nhấn một cái, phù, một màn ánh sáng xuất hiện, hóa thành một tấm khiên, oanh, Vân Hà tiên tử công kích đánh vào trên khiên, nhưng không cách nào công phá. Vân Hà tiên tử điên cuồng công kích, nàng vòng tới phía sau của Ngõ Lý, tách ra tấm khiên của đối phương, muốn phát động tập kích. Ngõ Lý căn bản không quay đầu lại, màn ánh sáng lóe lên, tấm khiên hóa thành một quả cầu ánh sáng, bảo hộ hắn ở trong đó. Oanh oanh oanh, vô số công kích oanh đến, nhưng ngõ lý chỉ như không thấy, bộ mặt như người chết không có một chút biến hóa nào. Lăng Hàn cảm thấy rất có ý tứ nói, ngươi không phải sinh linh, không quá xác thực, ngõ lý bình tĩnh nói, thân thể của ta có một bộ phận là dùng gen sinh vật mạnh mẽ tạo thành, cái này bù đắp mạng lưới thần kinh của ta, năng lực tự lành cũng tăng lên rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng dung hợp nhiều vật liệu vô cùng siêu huyền, làm cho thân thể của ta có thể trở thành binh khí giết người nếu như từ truyền thống sinh thái học mà nói ta xác thực không phải sinh vật nhưng ta lại đồng thời nắm giữ hoạt tính của sinh vật nắm giữ năng lực suy tư cùng tiến hóa lại có thể xem như là sinh vật hắn giải thích như thế tất cả mọi người có một loại cảm giác như rơi vào trong sương mù thật không hổ là đồ vật của vị diện khác ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu ngươi không muốn đối địch với chúng ta lang hàn lại hỏi ngoã lý gật đầu Ta được chế tạo ra dự tính ban đầu là vì tính toán, nhưng cùng lúc cũng vì phụ tá chủ nhân của mình. Nhưng chủ nhân của ta đã tử vong, mà ta mai táng ở đây 35 kỷ nguyên, lại thêm 80 tỷ 436 triệu 656 334 năm, 232 ngày, 17 giờ, 33 phút, 17 giây, lực lượng thiên địa ảnh hưởng thân thể, ràng buộc mạng lưới thần kinh của ta đã mất đi hiệu lực, hiện tại, ta nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập. Ta cho rằng, chiến tranh là không có ý nghĩa, là hành vi tiêu hao không cần thiết. Ngõ lý nói một hơi, mọi người lại có chút cảm giác choáng váng, nhưng ít ra biết hai việc. Thứ nhất hắn đúng là người của huyền nghịch vị diệt, nhưng không phải cha mẹ sinh, thiên địa xúc tích, mà được người chế tạo ra, kỳ thực cũng là một bộ chiến binh, chỉ là biết nói, biết suy nghĩ. Hắn đã sớm tiến vào nơi này, thời gian dài tới hơn 35 kỷ nguyên. Thứ hai, hắn sẵn lòng cùng đám người lăng hàn sống chung hòa bình. Đương nhiên, điểm thứ hai khả năng là hắn bịa chuyện, mục đích là đánh vào trong bọn họ, tùy thời đánh lén. chương 2551, Hợp tác, chiến tranh không ngại lừa dối, không chỗ nào không cần. Lăng Hàn cười cợt nói, ta cũng là sử giả yêu thích hòa bình, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người lắc đầu không ngớt, con hàng này giết người căn bản không nháy mắt, còn nói sử giả của hòa bình, hư cấu. Ngõ Lý nhìn Lăng Hàn nói, ta cần tiến một bước tiến hóa, nhưng thiếu hụt vật liệu, kiếm của ngươi là vật liệu mang tính then chốt, có thể cho ta không? Kháo, người này đúng là lòng tham không nhỏ, vừa đến đã đánh chủ ý tiên ma kiếm. Lăng Hàn Hiếu Kỳ nói, người có thể luyện hóa thanh kiếm này sao? Ngõ Lý không nói gì, tựa hồ là đang suy tư, sau đó nói. Trải qua tính toán của ta, cần 9.376 năm, 36 ngày, 8 giờ 10 phút 34 giây, ta có thể hoàn toàn hấp thu tinh hoa vật liệu trong thanh kiếm này. Nhưng ta phát hiện, thanh kiếm này cũng đồng dạng nắm giữ công năng tiến hóa, nếu như nó lại tiến hóa một lần, thời gian ta hấp thu của nó sẽ lấy phương thức lũy thừa tăng lên, tiến hóa đến mức tận cùng, ta liền không cách nào luyện hóa nó. Cái thứ này ngược lại rất chân thật, lang hàn kinh ngạc, người bình thường nói đến đều lấy năm làm đơn vị độ dài thời gian, chỉ có thể nói 2.300 năm, 15.000 năm mà sẽ không quá cụ thể. Nhưng thứ này không chỉ nói chính xác, thậm chí ngay cả mấy ngày mấy giờ cũng nói ra. Chỉ là hắn đối với phút cùng giây là không hề có khái niệm, không biết cái này đến tột cùng là một loại đơn vị thời gian thế nào. Nhưng điều này nói rõ một điểm, ngõ lý có tính cách nghiêm cẩn khiến người ta giận sôi. Lăng Hàn lắc đầu, thanh kiếm này ta có tác dụng lớn, không thể cho ngươi. Ngõ lý không vội, cũng không giận nói. Không có món đồ gì là không thể trao đổi, chỉ là hiện tại ta vẫn không có lấy ra đồ vật đồng giá. Lăng Hàn nói, vừa nãy ngươi nói, khả năng giải đáp nghi hoặc của chúng ta. Sóng sinh mệnh của ngươi, còn có ba sinh vật giống cái này. Ngõa lý chỉ chỉ ba nữ hổ nữ, đều khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó ta cho rằng. Khạc, Lăng Hàn dùng sức ho khan một tiếng, đánh gãy ngõa lý, sau đó nói vói đám người Vân Hà tiên tử. Phiền phức các người tạm thời tránh lui một chút, tại sao, có người không vui, ngõa lý là chiến binh đặc thù của huyền nghịch vị diện, nếu như có thể mang về giao cho học viện, bọn họ sẽ lập xuống đại công hiển hách. Lăng Hàn đây là muốn độc chiếm công lao sao, các ngươi không muốn bị diệt khẩu, tốt nhất nghe lời của ta. Lăng Hàn cười nói, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sát ý. Cái này không phải đùa giỡn, nếu như đám người Vân Hà tiên tử biết bí mật hắn đến từ tiên vực, vậy hắn sẽ không chút lưu tình hạ thủ, không để lại hậu hoạn. Vân Hà tiên tử đưa tay lôi kéo, tất cả mọi người đi ra xa xa. Lăng Hàn bày xuống một bức tường quy tắc, như vậy âm thanh liền sẽ không truyền ra ngoài, những người Vân Hà tiên tử kia muốn nghe trộm cũng không thể. Nói tiếp đi, hắn nhìn Ngõ Lý nói. Ngõ Lý không có thiếu kiên nhẫn một chút nào, tựa hồ trở lại lâu đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngẫm lại cũng đúng, hắn ở đây nằm 35 kỷ nguyên, dài đến giận sôi. Sóng sinh mệnh của bốn người các ngươi tương tự sinh linh trí tuệ của vị diện ta. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, tiềm lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ không gian tiến hóa vô hạn, vì lẽ đó ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Lăng Hàn nở nụ cười, ta cho rằng ngươi coi trọng chỉ là kiếm của ta, kia xác thực cũng là một yếu tố. Ngõa Lý bình tĩnh nói, ta vẫn hy vọng ngươi có thể cho ta thanh kiếm kia, để ta thu được vật liệu then chốt tiến hóa. Thứ này còn chưa tuyệt vọng, lang Hàn lắc đầu, thanh kiếm này ngươi chết tâm đi, ta sẽ không cho ngươi. Vì tăng tiên ma kiếm lên tới cấp bậc tiên kim, hắn không biết trả giá bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, nơi nào sẵn lòng lấy ra trao đổi. Ngõ lý cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, trời sinh chính là một khuôn mặt người chết, hoàn toàn không có bất luận tâm tình biến hóa gì. Căn cứ tính toán của ta, ta trở lại huyền nghịch vị diện, đạt được cơ hội tiến hóa sẽ cao hơn nơi này mấy trăm lần. Chúng ta có thể hợp tác, hắn tiếp tục nói, cùng một chỗ trở lại thế giới của mình, hơn nữa, ta cũng muốn đi vị diện đẳng cấp cao, tiếp tục tiến hóa. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, tốt, có điều là, người biết làm sao rời đi nơi này sao? Đơn giản, ngõ lý gật đầu, được, trước rời khỏi nơi này, chờ thời gian gần đủ rồi, chúng ta liền đi huyền nghịch vị diện. Lăng Hàn nói, hắn bỏ quy tắc phong tỏa, Gọi đám người Vân Hà Tiên Tử lại. Ngõa Lý phụ trách dẫn đường, toàn thân hắn phát sáng, giống như những chiến binh lúc trước kia, nhưng hắn phát ra tia sáng khá nhu hòa, cũng càng thêm tự nhiên, thật giống như thật sự có sinh linh sẽ tự mình phát sáng. Hơn nữa, loại đồ vật như đuốc ở đây căn bản không có tác dụng, chiếu sáng không gian không đủ nửa thước, chỉ có những chiến binh này mới như là nguồn sáng chân chính. Mọi người đuổi tới, bọn họ cũng không biết lăng hàn cùng Ngõa Lý đạt thành thỏa thuận gì đều cực kỳ hiếu kỳ, chỉ là không ai dám truy hỏi Lăng Hàn. Ngõ Lý hiển nhiên là người chịu được nhàm chán, một đường đi tới hoàn toàn không nói một tiếng. Lăng Hàn không nhịn được hỏi, chiến binh nơi này cùng chiến giáp trong thung lũng biến hóa, đều có liên quan với ngươi chứ? Đúng thế, Ngõ Lý gật đầu, ta cầm kim loại của thổ dân cải tạo một hồi, kích hoạt năng lượng hư tử, chỉ là những kim loại này quá kém, năng lượng hư tử không cách nào toàn diện vận chuyển, nếu không sẽ phá hoại kết cấu của bọn chúng tất cả mọi người kinh ngạc bọn họ muốn tìm ngọn nguồn bí mật của chiến binh chiến giáp lại là ra hỏa người lại như không phải người này năng lượng hư tử là cái gì lăng hàn hỏi ngoã lý nói một trong những năng lượng cuối cùng của nguyên thế giới giải thích như vậy không thể để cho lăng hàn thỏa mãn nhưng hắn biết nguyên thế giới đại diện cho cái gì nếu là năng lượng cuối cùng của nguyên thế giới cái năng lượng hư tử này hẳn là cực kỳ cao cấp lăng hàn lại tỉ mỉ hỏi sự tình của năng lượng hư tử nhưng ngoã lý nói thẳng cho biết hiện nay tầng thứ sinh mệnh của hắn còn quá thấp, không có tư cách tiếp xúc được năng lượng hư tử. Có điều, tiềm lực của ngươi cực kỳ kinh người, có 89% xác suất tiến hóa đến cấp bậc kia. Ngõ Lý lại nói, chương 2552, sinh mệnh lũy thừa, tiến hóa lũy thừa. Lăng Hàn nhất thời cảm thấy hứng thú nói, các nàng thì sao, hắn chỉ vào ba nữ hổ nữ. Ngõ Lý trước tiên nhìn về phía nhu yêu nữ, trong ánh mắt đột nhiên phóng xạ ra hào quang màu xanh lục, cái này dọa mọi người nhảy một cái, cho rằng tên này muốn đột nhiên gây khó dễ, nhưng ánh sáng xanh lục này không có tí tẹo lực phá hoại, không ngừng quét qua ở trên người của nhu yêu nữ. Một lát sau, hắn nói, sinh mệnh lũy thừa của nàng là 2584, tiến hóa lũy thừa là 8. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái gì sinh mệnh lũy thừa, tiến hóa lũy thừa, đó là thứ đồ gì? Nói cụ thể một chút, chúng ta không hiểu. Lăng Hàn nói, tính nhẫn nại của ngõ lý tuyệt đối tốt đến kinh người, hắn giải thích. Sinh mệnh lũy thừa là tổng hợp lũy thừa của sinh linh mạnh mẽ, bao quát sức sống, sức chiến đấu. Mỗi một ngàn điểm chính là một cấp bậc, hắn dừng một chút, lại nói. 2584 sinh mệnh lũy thừa, tương đương với sức chiến đấu thất liên ngũ diệp ở chỗ các ngươi. Vừa nói như thế, mọi người liền rõ ràng, đây là huyền nghịch vị diện phân chia đối với sức chiến đấu. Vậy tiến hóa lũy thừa thì sao? Ngõa Lý tiếp tục nói, tiến hóa lũy thừa đại diện cho tiềm lực tăng lên tầng thứ sinh mệnh, chỉ số càng cao, liền càng có thể đạt đến cấp độ sinh mệnh cao hơn. Vậy số 8 này là cao hay thấp? Như yêu nữ hỏi, dù sao trước chỉ số hơn 2 hiện tại lập tức rơi xuống tới 8, làm cho nàng rất căng thẳng. Ngõ lý lại nói, tiến hóa lũy thừa thấp nhất là không, đại diện cho hoàn toàn không có khả năng tăng lên, mà chỉ số cao nhất là 12, đại diện cho có hy vọng đạt đến tầng thứ sinh mệnh cao nhất. Nói như vậy, 8 tuy không cao lắm, nhưng cũng không thấp. Vậy nếu thì sao? Hổ nữ nhảy ra ngoài, nàng cũng hết sức tò mò. Trong mắt ngõ lý lại phát ra ánh sáng xanh lục, quét tới quét lui ở trên người của hổ nữ, một lát sau nói. Sinh mệnh lũy thừa 2652, tiến hóa lũy thừa là 9, nhưng tồn tại lượng biến, có thể đạt đến 10. Lăng Hàn kinh ngạc, tiềm lực của hổ nữ khẳng định mạnh hơn nhu yêu nữ, đây là khẳng định, mà ngõ lý nói tới lượng biến, hẳn là tiên vương lạc ấn trong cơ thể nàng, có thể trợ giúp hổ nữ sông lên tầng thứ cao hơn. Cái thứ này cũng thật lợi hại, con mắt quét tới quét lui liền để hắn nhìn thấy bí mật của người khác. Ngõ lý lại nhìn về phía nữ hoàng, lần thứ hai phát ra ánh sáng xanh lục. Sinh mệnh lũy thừa 2650, tiến hóa lũy thừa 9. Hắn nói, nữ hoàng cùng hổ nữ về mặt chiến lực không khác nhau, tiềm lực cũng tương đồng, chỉ là bởi vì hổ nữ có thêm một đạo tiên vương lạc ấn, làm cho nàng có thể xông lên tầng thứ cao hơn. Ta thì sao, ta thì sao, càng nhiều người nhảy lại, bọn họ đều rất tò mò, mình ở vào cấp độ nào. Sinh mệnh lũy thừa 1682, tiến hóa lũy thừa 8 Sinh mệnh lũy thừa 1357, tiến hóa lũy thừa 7 Sinh mệnh lũy thừa, chảm chân cảnh, cũng chính là lục liên Sinh mệnh lũy thừa phần lớn ở trên 1.000 Nhưng cho dù là ngũ chảm đế giả vân hạt tiên tử cũng chỉ hơn 2.000 một chút Tứ chảm, nhiều nhất chỉ hơn 1.600 Mà tiến hóa lũy thừa, hoàng giả phổ biến là 7, đế giả là 8 Bởi vì chảm chân cảnh không thể xuất hiện đế tinh cũng sẽ không tồn tại chín tiến hóa lũy thừa. Không cần lo lắng, ngõ lý lại nói, tiến hóa lũy thừa chỉ là một tham khảo, không phải tuyệt đối, hơn nữa, tiềm lực sinh mệnh cũng phát sinh thay đổi, ảnh hưởng tiến hóa lũy thừa. Nhìn nàng cùng nàng, kỳ thực tiến hóa lũy thừa đều rất gần người, chỉ kém một chút, nhưng không hẳn không thể vượt qua. Hắn chỉ vào hồ nữ cùng nữ hoàng nói, lang hàn gật đầu, kỳ thực sức chiến đấu của hai nữ đều sắp xỉ đế tinh cung cấp, nếu như tồn tại đế tinh tầng thứ này, chỉ là không tu ra chín phân hồn, chung quy là thiếu một ít như vậy. Vậy bá thì sao, tất cả mọi người hiếu kỳ, người này quá mạnh, vậy sinh mệnh lũy thừa lại đạt đến mức độ cỡ nào, tiến hóa lũy thừa lại cao tới bao nhiêu. Ngõ lý nhìn quét lăng hàn, một lát sau nói, sinh mệnh lũy thừa 3396, tiến hóa lũy thừa 10. Hí, mọi người hít một ngụm khí lạnh, thất liên thì có hơn 3.000 sinh mệnh lũy thừa, dựa theo con số trước đó suy tính, 3.000 hẳn chính là bắt liên, mà bình thường là 100 đối ứng một lá, như vậy sức chiến đấu của Lăng Hàn chân thực hẳn là bát liên tam diệp. Hơn nữa, tiến hóa lũy thừa 10, cái này quá kinh người, báo trước Lăng Hàn có tư chất của đế tinh. Nhưng Lăng Hàn khẽ nhíu mày nói, người nói, tiến hóa lũy thừa hạn mức tối đa là 12. Ngõ Lý gật đầu nói, hiện nay phát hiện sinh linh mạnh nhất, tiến hóa lũy thừa là 12, nhưng không thể kết luận không có tồn tại vượt qua 12. Hắn vẫn cực kỳ nghiêm cẩn, tất cả mọi người không nói gì, tồn tại yêu nghiệt như lăng hàn, tiến hóa lũy thừa lại không phải cấp bậc hàng đầu. Vậy nhất định là thiên kiêu trong huyền nghịch vị diện, thậm chí đến từ vị diện càng mạnh hơn. Trình độ mạnh mẽ của tiềm lực nhất định sẽ bị hoàn cảnh thiên địa ảnh hưởng. Tiến hóa lũy thừa của người cụ thể hẳn là 10.9, nhưng coi như chỉ kém 0.1, vậy cũng chỉ xem như là 10. Ngõ Lý lại nói, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu yêu nghiệt như lăng hàn, tiến hóa lũy thừa còn chỉ có 10, vậy tiến hóa lũy thừa 12 là yêu quái thế nào? hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trong lòng của Lăng Hàn hơi có chút chua chua, hắn mạnh mẽ như vậy, tiềm lực lại còn không có đạt đến 11. Nhưng suy nghĩ lại, chỉ là tìm hiểu quy tắc hai giới, sức chiến đấu của hắn liền nhảy vọt một đoạn dài, như vậy dung hợp ba giới, 10 giới, trăm giới quy tắc, hắn sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào. Quái vật tiến hóa lũy thừa đạt đến 11 thậm chí 12, hẳn chính là nhân vật như vậy. Nghĩ như thế, Lăng Hàn lập tức quét sạch không cam lòng, mà tràn ngập đấu trí. Đi theo ta, Ngõa lý tiếp tục đi về phía trước, tâm tình của mọi người đối với hắn sẽ không tạo thành mảy may quấy nhiễu. Mọi người một đường đi theo, có ngõa lý phát sáng chỉ đường, tốc độ của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Chỉ hơn hai canh giờ, thượng tầng sơn động trở nên càng ngày càng cao, thật giống như vô biên vô hạn. Con đường rời đi ở phía trước, ngõa lý chỉ về đằng trước nói, chỗ kia có một cột sáng phóng lên trời, có thể nhìn thấy có phù văn phức tạp lấp lóe. Lang hàn đột nhiên ra tay, đùng 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 đám người Vân Hà Tiên Tử lập tức bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. chương 2553, giá trị của quyển sách. Tại sao, Ngõ Lý nhìn Lăng Hàn hỏi, nhưng ngữ khí bình tĩnh, thật giống như Lăng Hàn không nói cho hắn tại sao hắn cũng sẽ không truy hỏi. Lăng Hàn nói, thân phận của ngươi không thể để cho bất luận người nào biết, vì lẽ đó, ký ức của những người này đều phải xóa đi. Ngõ Lý không có lên tiếng, mà hai mắt không ngừng phát sáng, sáng tối chập chờn không ngừng trao đổi, một lát sau mới nói căn cứ kết quả tính toán của ta, người của vị diện này hết sức căm hận ta, nếu như thân phận của ta bại lộ, độ khả thi tử vong là 99,99% ,99, ,99 sẽ chết. Lăng Hàn không biết khả năng này hắn là tính như thế nào, nhưng nếu đối phương biết là tốt rồi, hắn có chút buồn giàu, làm sao vừa đúng xóa đi ký ức của đám người Vân Hà Tiên Tử liên quan tới thân phận của Ngõ Lý, tạm thời hắn còn không muốn giết những người này. Vì lẽ đó, các ngươi mới ngụy trang thành như vậy. Ngõ Lý nhìn bốn người Lăng Hàn một chút, Lăng Hàn Kỳ quái nói, ngươi là làm thế nào thấy được thân phận thực sự của chúng ta? Phải biết bọn họ đều tu thành khi thiên thuật, ngay cả tổ vương không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện bọn họ có vấn đề. Ngõa Lý bình tĩnh nói, đây là thông qua tính toán nghiêm mật thu được kết luận, độ tin cậy đạt đến 93%. Nói xong, hình thể của hắn càng phát sinh biến hóa, trên đầu mọc ra song sừng, sau lưng có thêm hai cánh rơi, sau mông dài ra cái đuôi, da rẻ không phát quang, mà hiện ra màu đỏ, hoàn toàn chính là một ác ma tộc. Lăng Hàn lắc đầu một cái, ngụy trang như vậy không có tác dụng quá lớn, phán đoán thân phận của một người, bề ngoài là thứ yếu, khí tức mới là căn bản. Ngõa Lý nghiêng đầu nói, ta có thể hoàn mỹ mô phỏng bất cứ sinh vật nào, nhưng này tiêu hao năng lượng hư tử của ta, không có cần thiết ta không thể lãng phí. Được rồi, Lăng Hàn thầm nói một câu, sau đó hỏi, nơi này có thi thể tổ vương chứ? Tổ vương, ngõa lý đầu tiên là sướng sờ, sau đó hai mắt lóe lên, tựa hồ đang tính toán cái gì, sau đó mới nói. Ta rõ ràng, ngươi là nói tồn tại sinh mệnh lũy thừa vượt qua năm ngàn. Đúng, nơi này có hai thi thể loại sinh linh này, hơn nữa sinh mệnh lũy thừa ở thời điểm rào rào nhất thậm chí đạt đến hơn 13 nghìn. Cũng chính là thập bát liên tổ vương mà vị diện này nói. Hắn lại nói, chờ chút, hai cái. Lăng Hàn sướng sờ nói, làm sao biết là hai cái. 35 kỷ nguyên trước, ta cùng một vị vương chấp hành kế hoạch cơ mật, bị một vị tổ vương ở nơi này phát hiện, hai người phát sinh đại chiến, cuối cùng song song chết ở nơi này. Ngõ lý tự thuật một đại sự phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Thời điểm thiết kế ra ta chỉ là vì phân tích cùng tính toán số liệu, không có công năng chiến đấu, bị gợn sóng chiến đấu nổ nát đại bộ phận tứ chi, tự mình chữa trị cực kỳ lâu mới phục hồi như cũ. Nhưng ta có năng lực học tập mạnh mẽ, được lần chiến đấu này dẫn dắt, ta cũng nắm giữ năng lực chiến đấu nhất định. Lăng Hàn Hiếu Kỳ nói tính mạng lũy thừa của ngươi là bao nhiêu, trong đôi mắt ngõ lý ánh sáng lấp lóe mấy lần nói. Cái này có khả năng sẽ uy hiếp đến tính mạng của ta, thuộc về cơ mật tối cao, không thể tiết lộ. Đệ, Lăng Hàn lại hỏi, vậy các ngươi muốn chấp hành kế hoạch gì? Ký ức tinh thể ở trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tái hiện. Lần này ngõ lý không có nói không thể tiết lộ, mà là càng thêm dứt khoát không biết. Lăng Hàn quyết định không lại xoắn suýt ở chuyện này nữa, nói có thể mang ta đi tới chỗ hai cỗ thi thể tổ vương kia, nếu thuận tiện giúp ta thu lấy được không? Ngõa Lý lập tức lắc đầu, không có vật phẩm đồng giá trao đổi, ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lăng Hàn cười hì hì nói, ngươi lại đang đánh chủ ý thanh kiếm kia của ta, nếu như ngươi cho ta thanh kiếm kia, hai mắt Ngõa Lý lúc sáng lúc tối, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ Di Cốt, cũng giúp ngươi thu được một bộ thi thể. Mới có thể đổi một bộ, ngẫm lại cũng đúng, Di Cốt tiên vương tầng 9 thưa thất cỡ nào? Phải biết tiên vương liền không sợ thiên nhân kiếp, trên lý thuyết tuổi thọ là vô hạn, mà tiên vương tầng 9 càng hầu như vô địch, trong tình huống bình thường làm sao có khả năng chết chứ. Có thể nói như vậy, số lượng tiên vương tầng 9 nhất định ít hơn tiên kim, như vậy tiên vương tầng 9 chết đi tự nhiên càng thêm ít. Có điều phải lấy tiên ma kiếm đổi, lang hàn không muốn, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Vậy chỉ mang ta đi chỗ di cốt thì sao? Một phần vạn kiếm thể, ngõ lý đàng hoàng trịnh trọng nói khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, chẳng lẽ muốn hắn cầm tiên ma kiếm gõ xuống một khối cho hắn sao? Ngươi sẽ không cũng chỉ muốn thanh kiếm kia chứ? Hắn quyết định tranh thủ một hồi, trên người ta còn có rất nhiều thứ tốt, ngươi có thể nhìn. Hắn lấy ra tiên dược, thần thiết, trong hắc tháp, nhưng Ngõa Lý đều xem thường, có điều khi Lăng Hàn lấy ra tiên vương giới chỉ, cái thứ này gật gù nói: "Cái này có thể giúp ngươi đổi đến nửa bộ thi thể tổ vương." "Kháo, còn có nửa bộ." Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định lại lấy ra rất nhiều thứ, nhưng tầm mắt của ngõ lý thực quá cao, ngoại trừ tiên kim, ngay cả tiên dược hắn cũng xem thường, ngược lại không phải vật kia không có giá trị, mà là đối với hắn không có tác dụng. Người không ăn tiên dược, ngõ lý lắc đầu, ta là do vật liệu siêu huyền tạo thành, cần tiếp cận ước số của thế giới bản nguyên mới có thể tăng lên cường độ thể phách của ta, những vật do quy tắc cô động này đối với ta không có ích lợi gì. Khóe miệng lăng hàn lại co giật một hồi, vật liệu siêu huyền, ước số, vật quy tắc cô động, cái này là thứ đồ gì? Có thể nói tiếng người hay không? Trong lòng hắn hơi động, lấy hai quyển sách kia ra. Vật này thế nào? Ngõ lý nhìn sang, hai ánh sáng xanh lục bắn ra, không ngừng nhìn quét quyển sách, sau đó toàn thân phóng thích ánh sáng, một hồi rừng rực một hồi ảm đạm, biến hóa kịch liệt, thật giống như tâm tình có gợn sóng rất lớn. Ngươi cho ta thứ này, ta có thể thay ngươi mang tới hai cỗ thi thể tổ vương kia. Hắn mở miệng nói, âm thanh vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ, chỉ là hai con mắt tỏa sáng đã bán đi hắn. Hắn muốn, chương 2554, thành giao thượng. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn biết hai cuốn sách này khẳng định bất phàm, bởi vì thu không tiến vào hắc tháp, ngay cả tiên ma kiếm cũng chém không hư, nhưng ngõ lý lại có thể sẵn sàng thay hắn lấy hai cỗ di cốt tiên vương tới, nói rõ cái gì. Tầm quan trọng của quyển sách xa xa lớn hơn tiên ma kiếm. T. Khuếch đại như vậy, Lăng Hàn không có một chút nào hoài nghi với ngõ lý, thứ này căn bản sẽ không nói dối, Thợ phụng đồng giá trao đổi, chắc chắn sẽ không để người ta chiếm tiện nghi. Nhưng Lăng Hàn không muốn để cho người chiếm tiện nghi, liền nói. Người không chỉ mang thi thể tổ vương đến, còn phải để hai người bọn họ có thể luyện hóa. Hắn chỉ chỉ nữ hoàng cùng hổ nữ. Hai mắt ngõ lý sáng tối trao đổi, tựa hồ đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng Lăng Hàn biết đây là hắn lại đang tính toán. Một lúc sau, ngõ lý gật đầu nói, có thể, trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, hắn vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của quyển sách này, phải biết mang thi thể tổ vương tới đây, cùng có thể để cho nữ hoàng, hổ nữ luyện hóa hoàn toàn là hai việc khác nhau, độ khó không phải một cấp bậc. Quyển sách này đến tột cùng là món đồ gì? Lăng Hàn không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngõa lý không có ẩn dấu nói. Đây là lực lượng bản nguyên nhất trong nguyên thế giới ngưng tụ, có thể giúp ta tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Vậy chúng ta thì sao? Nữ hoàng ngắt lời hỏi. Hiện tại các người hấp thu không được. Ngõa lý lắc đầu, Vậy đến tột cùng phải tới lúc nào? Nhu yêu nữ hỏi tiếp, sinh mệnh lũy thừa đạt đến 15.000 trở lên. Ngoã lý nói, cũng chính là chuẩn thiên tôn. Kháo, chuẩn thiên tôn mới có thể luyện hóa đồ chơi này. Lăng Hàn cảm thấy khó mà tin nổi, vậy đồ chơi này xuất hiện ý nghĩa ở đâu? Phía trên này có sinh mệnh gợn sóng đặc thù. Ngoã lý lại nói, người đặc biệt có thể mở ra nó, mà không cần đợi đến sinh mệnh lũy thừa đột phá 15.000 điểm. Vậy hiển nhiên không thể là mấy người bọn hắn, bởi vì đám người lăng hàn, nữ hoàng đều thử nghiệm mở ra hai cuốn sách kia, nhưng không một ai thành công. Cái gọi là trời tuyển người sao, mở ra, thì có ích lợi gì? Lăng hàn hỏi, điều kiện dã biết quá ít, ta không cách nào tính toán, suy đoán. Ngõ lý bình tĩnh nói, tựa hồ hắn đối với hết thảy đều không có lòng hiếu kỳ, thậm chí hắn không có dục lăng hàn giao quyển sách này cho hắn. Tại sao ngươi có thể luyện hóa? Lăng Hàn hỏi ra một vấn đề mang tính then chốt, lẽ nào thực lực của ngõa lý mạnh đến chuẩn thiên tôn? Cấu tạo sinh mệnh của ta không giống, ngõa lý vẫn âm u đầy tử khí nói. Trong vật liệu tạo thành ta, có một bộ phận chính là lực lượng bản nguyên của thiên địa ngưng tụ, nhưng ta muốn luyện hóa vật này, cần 100 triệu 938 ngàn 733 năm 105 ngày 4 giờ 52 phút 22 giây. Hổ nữ không khỏi cảm thấy hứng thú, người này nói chuyện vẫn có nề nếp như vậy. Nói tóm lại, hắn có thể luyện hóa quyển sách này, chỉ là thời gian dài đến có chút kinh người, nhưng cân nhắc đến yếu tố chuẩn thiên tôn mới có thể mở ra, hơn 100 triệu năm thật không dài. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, giao quyển sách cho ngõ lý. Tuy đồ chơi này quý giá, nhưng hắn căn bản dùng không được, vậy ở lại trên người cũng lãng phí, không bằng tăng cường thực lực cho các nàng nữ hoàng. Hơn nữa, hắn còn có một cuốn sách, phản nhất thật có thời điểm phát huy được tác dụng cũng không sợ. Ngõ lý tiếp nhận quyển sách, dán lên ngực, lồng ngực nhất thời như chất lỏng tách ra, hiện ra một không gian, sau đó liền bao quyển sách vào, ngực của hắn lại tiếp tục dung hợp, trở về hình thái ác ma tộc. Xin chờ đợi, hắn nho nhã lễ độ nói. Xeo, thân hình hắn chạy về phía xa, rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi. Phải đợi bao lâu, lang hàn lớn tiếng kêu lên, tuy không thấy ngõ lý, nhưng âm thanh vẫn nhẹ nhàng lại đây. Dựa theo tính toán của ta, phải cần 3 năm lẻ 5 ngày 5 giờ 17 phút 8 giây. Quả nhiên rất là phong cách của ngõ lý, chính xác đến từng giây. Lăng Hàn hỏi qua hắn, giờ, phút, giây là đơn vị tính toán thời gian của huyền nghịch thế giới. Lại muốn 3 năm, có điều cái thứ này ở đây chính là lấy kỷ nguyên tính toán, vậy đối với hắn mà nói, 3 năm xác thực chỉ là chờ một chút mà thôi. Đám người Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, đều tiến vào hắc tháp, tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ. 3 năm vội vã, bốn người Lăng Hàn ra hắc tháp, chỉ thấy ngõ lý thật giống như dẫm quang điểm, từ đằng xa trở về, trong hai tay của hắn cầm lấy một bộ thi thể. Một bộ thi thể không hề khác loài người, nhưng một bộ khác là thiên sứ tộc, hơn nữa còn là một cô gái, xinh đẹp không cách nào hình dung. Mặc dù bọn họ là thi thể, hơn nữa cả người che kín vết thương, nhưng lại như hai tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, không cảm giác dọa người chút nào. Ta điều chỉnh quy tắc lưu động trong hai người này một hồi, để nó không còn tác dụng gây tổn thương người khác nữa. Ngõ lý thả thi thể xuống, sau đó lạnh nhạt nói. Ở trong mắt hắn, hai cỗ thi thể này chỉ là vật phẩm mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, nhìn hổ nữ cùng nữ hoàng nói. Liệu có thể thành đế tinh hay không, liền xem lần này thành bại. Kỳ thực luyện hóa xương tiên vương cũng chưa chắc có thể thành tựu đế tinh, nhưng con đường có khả năng nhất đã bày biện ở trước mặt các nàng. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều gật đầu, phân biệt lấy ra một bộ tiên vương bảo thể, nữ hoàng tuyển tiên sứ tộc, hổ nữ là tiên vương của huyền nghịch vị diện. Các nàng bắt đầu lấy ra lực lượng tinh hoa ở trong đó, nhưng trải qua 35 kỷ nguyên, cho dù là tiên vương tầng 9, kỳ thực lực lượng trong di thể cũng gần như trôi đi sạch sẽ, còn lại chỉ là lạc ấn đối với quy tắc trong di cốt. Lại thêm ngõ lý động thủ, làm cho phân hồn luyện hóa tiên vương thi đã biến thành có khả năng. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, lúc trước Vũ Hoàng là làm sao luyện hóa di cốt tiên vương tầng 9, vận khí của vị nhị ca này xem ra cũng rất nghịch thiên. Các nàng cần bao lâu? Lăng Hàn hỏi ngõ lý, dựa theo tính toán của ta, nàng cần 109 năm, tranh lệch khoảng trên dưới 2 năm, nàng 120 năm, tranh lệch khoảng trên dưới 3 năm. Ngõ lý phân biệt chỉ vào hổ nữ cùng nữ hoàng nói. Ở thiên phú võ đạo cùng thực lực, vẫn là hổ nữ hơi cao hơn một bậc. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía nhu yêu nữ, chương 2555, thành giao hạ. Không cần an ủi ta, ta rõ ràng, tiềm lực của mình đã dùng hết. Nhu yêu nữ biết Lăng Hàn muốn nói cái gì. Lăng Hàn cười cợt, nhiều năm ở chung như vậy, hắn đối với nhu yêu nữ cho dù không có yêu cũng có tình, đương nhiên là tình bạn, vì lẽ đó nhu yêu nữ hai tay chống chân để hắn hơi cảm thấy hổ thẹn hắn bắt đầu luyện đan nhàn dỗi cũng nhàn dỗi a à. nhìn các nữ lưu vũ đồng đều ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu vừa ăn đan dược lăng hàn luyện chế tu vi tinh tiến rất nhanh dồn dập bước vào nhị trảm cái này ở lăng hàn xem ra là chậm thái quá nhưng thả ra bên ngoài mấy ngàn năm liền có thể từ nhất trảm bước vào nhị trảm bất luận ở tiên vực hay dị vực đều là cực kỳ ghê gớm hết cách rồi, ai bảo năng lực đan đạo của lăng hàn kinh thiên động địa chứ? Hiện tại hắn bắt tay nghiên cứu hệ thống đan dược của dị vực, đã có thể luyện chế cấp bậc của lục liên, bằng không chúng nữ cũng không thể dễ dàng thăng cấp như thế, hắn tin tưởng, lại cho hắn mấy vạn năm, hắn có thể trở lại tứ tinh đại sư. Ô, ngõ lý, người biết đan phương sao? Lăng Hàn đột nhiên đánh chủ ý tới trên người Ngõa Lý. Hai mắt của ngõ Lý hơi chớp, sau đó nói, trong trí nhớ tinh thể của ta tồn chữ tất cả tri thức của hai vị diệt, nhưng sau khi bị thương thất lạc tuyệt đại bộ phận tư liệu, có điều, đan phương không có thất lạc. Có thể cho ta nhìn một chút hay không? Lăng Hàn hỏi, có thể, trao đổi. Ngõa Lý rất bình tĩnh nói. Đệt, Lăng Hàn chỉ vào hắn nói. Đồ vật trong bụng ngươi cần một hai trăm triệu năm mới có thể tiêu hóa hết, liền không thể rộng lượng một chút, trong lúc này cho ta một ít vật nhỏ, đồ chơi nhỏ, lại thiệt thòi không chết ngươi. Ngõa Lý vẫn bình tĩnh như cũ. Không được, hắn thừa hành chính là đồng giá trao đổi, cũng không ngại mình chiếm chút tiện nghi, nhưng muốn hắn chịu thiệt. Đừng hòng, lang Hàn cũng không muốn cầm tiên kim hay tiên ma kiếm, một quyển sách không mở ra được khác đi trao đổi, quyết định tạm thời từ bỏ, bởi vì chỉ cần hắn có thể tiến vào huyền nghịch vị diện, muốn thu được đan phương còn không phải việc nhỏ. Ngược lại, nếu hắn không thế tiến vào, vậy muốn đan phương thì có ích lợi gì, dược tính, quy tắc khác biệt rất lớn, căn bản luyện không ra. Chính hắn cũng tu luyện, khi 100 năm qua đi, hắn cũng gần như đạt đến 9 phân hồn đỉnh cao, Hoàn toàn mượt mà quy tắc của hai giới cách trở lại tiên phủ chỉ kém một tia bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước đi này nhưng lăng hàn muốn chế tạo căn cơ càng thêm hoàn mỹ nên không có vội vã bước ra mấy năm sau hổ nữ quả nhiên hoàn thành trước tiên nàng đứng lên soảng lập tức có lôi vân cuồn cuộn, cuộn chớp giật đan dày nàng muốn đột phá số thiên kiếp đến nha nữ mới không sợ đấy tiểu nha đầu lớn tiếng kêu lên quả đoán bay về phía bầu trời chủ động đón đánh sau một ngày nàng hoàn thành bản chất bay vọt, bước vào năm phân hồn, đi về phía độ cao của đế tinh. Lại mấy năm trôi qua, nữ hoàng cũng thành công luyện hóa một bộ bảo cốt của tiên vương tầng 9, soảng, tương tự, thiên lôi cuồn cuộn, nàng muốn đón đánh thiên kiếp. Sau một ngày, nàng cũng thành công bước ra một bước mà trước kia không có bước ra, đế tinh có hy vọng. Vẫn chưa thể tự mãn, bởi vì rất nhiều người tu ra năm phân hồn, 6 phân hồn, 7 phân hồn nhưng việc sắp thành lại hỏng, có chút là thiên địa bản nguyên không đủ, có chút là tiềm lực bản thân có hạn, không thể tiếp tục được nữa. Có điều hai nữ đều luyện hóa bảo cốt của tiên vương tầng 9, không cần lo lắng vấn đề lực lượng bản nguyên không đủ, mà đối với thiên phú võ đạo của hai người các nàng, Lăng Hàn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng. Trước lúc ly khai, những người này nên xử lý như thế nào? Nhu yêu nữ hỏi Lăng Hàn, những người này là chỉ đám người vân hà tiên tử, vẫn không ngừng bị Lăng Hàn chấn áp, chưa có tỉnh lại. Lăng Hàn nói, ta muốn xóa đi tin tức liên quan tới ngõ lý trong đầu bọn họ, nhưng lo lắng dùng sức quá mạnh, xóa đi quá nhiều ký ức. Ta tới, ngõ lý nói, hơn 100 năm qua hắn vẫn im lặng không lên tiếng mà ngồi ở bên cạnh, cũng không dục bình tĩnh đến trình độ cực cao. Ngẫm lại cũng đúng, người có thể nằm mấy chục kỷ nguyên, quan tâm chờ thêm một hai trăm năm sao. Không lấy tiền, Lăng Hàn cười nói, hắn biết ngõ lý am hiểu tính toán, hơn nữa cực kỳ chính xác, nhưng thứ này có cái tật xấu là gặp tiền mới mở mắt không thu ngoã lý cực kỳ đứng đắn nói tựa hồ không có phát hiện lang hàn đang trêu mình lang hàn cười ha ha nói tại sao không thu cái thứ này không phải cả ngày cầm đồng giá trao đổi đặt ở bên mép sao ngõ lý nói cái này dính đến sinh tồn của ta ý tứ sự tình cùng hắn có quan hệ hắn liền không thu phí đây là làm việc cho mình vậy thì làm đi lang hàn chỉ chỉ đám người vân hà tiên tử ngoã lý gật đầu theo lời tiến lên một tay thò ra đột nhiên ngón tay phân hóa biến nhỏ, đã biến thành hơn một nghìn tia nhỏ, rơi vào trên thân đám người Vân Hà Tiên Tử, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn phát sáng, chút tia nhỏ kia cũng phát sáng, thật giống như có món đồ gì từ trong cơ thể đám người Vân Hà Tiên Tử dâng lên. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, trong những tia nhỏ này tựa hồ phun trào từng hình ảnh liên quan tới ngõ lý. Đây thực sự là thần kỳ, cứ như vậy xóa đi ký ức liên quan tới ngõ lý của đám người Vân Hà Tiên Tử sao. Một lúc sau, ngõ lý thu công nói, được rồi, tia nhỏ thu lại, Ngón tay của hắn đã biến thành nguyên dạng. Lang Hàn hiếu kỳ, thực lực của người này đến cùng là cấp bậc gì? Đi thôi, hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định rời đi nơi này trước, bằng không thật lo lắng thời gian quá lâu, hoàn cảnh của nơi này tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ. Bọn họ đi tới cột sáng cao chót vót kia, thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Nơi này, Lang Hàn nhìn hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên rời đi, cách lối vào gần như 300 dặm. Hắn lại đưa tay chấn động chấn tỉnh đám người Vân Hà Tiên tử lại. Mọi người vừa tỉnh lại, lập tức làm ra tư thế phòng ngự, đây là bản năng của võ giả. Đây là nơi nào, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó bọn họ kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn cười ha ha, chúng ta gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, kết quả các ngươi đều bị chấn động mất đi, ta trải qua thiên tân vạn khổ mới cứu các ngươi ra được. Chương 2556, đánh tới. Bọn người Vân Hà Tiên tử nửa tin nửa ngờ ở trong trí nhớ của bọn họ bọn họ đang mạo hiểm trong thánh sơn thật giống như tiến vào một sông ngầm dưới lòng đất sau đó ký ức liền lập tức xuất hiện đứt gãy bọn họ gặp phải kẻ địch sao hoàn toàn không có ấn tượng hắn là ai vân hà tiên tử nhìn về phía ngoã lý lúc này ngoã lý đã tỏa ra sóng khí thức đặc hữu của võ giả dị vực kia được gọi là lực lượng của hồn lực không giống thiên vực cũng không giống huyền nghịch vị diện một thiên địa một hệ thống võ đạo há hắn là người qua đường vừa đi qua nơi này Bị ta va vào, liền ngồi chung một chút, dù sao cũng cùng tộc. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi lừa gạt quỷ a, à. đám người Vân Hà tiên tử đều không tin, Lăng Hàn đối với cùng tộc là không có cảm giác thân cận chút nào, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Hơn nữa, khái niệm ác ma tộc này quá to lớn, làm sao có khả năng vừa gặp liền thân cận. Đừng nói như vậy, ngay cả người cùng một gia tộc đi ra cũng có thể lãnh lãnh đạm đạm a. À. Lăng Hàn cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, ngược lại ta liền nói như vậy cái khác tùy tiện. Đúng rồi, bí mật của chiến giáp, đám người Vân Hà Tiên Tử đều kinh ngạc thốt lên, các người còn muốn đi vào sao? Lăng Hàn nhún vai một cái, ta là không muốn lại về địa phương quỷ quái kia. Xác thực, hai bộ hài cốt tiên vương đã tới tay, ngõ lý cũng đi ra, còn đi vào làm gì? Mọi người không biết, nhưng dồn dập nghĩ tới áp chế quỷ dị ở trong đó, tuổi thọ bị giới hạn, hơn nữa động một chút là đói khát, bởi vậy bọn họ còn bị Lăng Hàn hãm hại không ít tiên dược, nghĩ đến liền để bọn họ đau lòng bọn họ đều dùng ánh mắt khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm lăng hàn cái thứ này cũng thật bẫy người a à. dù da mặt của lăng hàn dày vẫn bị bọn họ nhìn có chút đỏ mặt nói các ngươi nhìn ta như vậy làm gì trên mặt ta không có mọc hoa hắn đi trước thực sự không muốn bị những người này nhìn chằm chằm như thế tuy đám người vân hà tiên tử không bỏ xuống được bí mật của chiến giáp mê hoặc nhưng cũng biết thực lực của bọn họ có hạt lần này đi vào có khả năng không ra được vẫn là báo lại tình báo này cho học viện, điều động đại nhân vật cấp bác tổ vương đi. Ngược lại bọn họ thông báo một tin tức lớn như thế, đã là một công lớn. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng thanh thản ổn định bước lên đường về, có chút công lao là không thể tham, chỉ có thể đưa cái mạng nhỏ của mình. Bọn họ rất tò mò Lăng Hàn là làm sao đi ra, nhưng Lăng Hàn nói đơn giản, tùy tiện lừa gạt qua. Mấy tháng sau, bọn họ trở lại bách chiến học viện. Vân Hà Tiên Tử đại biểu, lập tức bẩm báo cho học viện chuyện này ở trong dị vực lại xuất hiện chiến binh cái này đã kinh động cao tầng của học viện gọi đoàn người lăng hàn tới hỏi dò từng cái lời giải thích của mọi người đều tương đương chỉ là đám người vân hà tiên tử thiếu hụt ký ức sau khi tiến vào sông ngầm mà lăng hàn thì nói hắn mang theo đám người vân hà tiên tử đào mạc phát hiện phần cuối sông ngầm có một đồ vật tựa như truyền tống trận liền dùng vật kia trốn ra cái này rất dễ dàng đạt được bằng chứng bởi vì ở đó còn có chiến binh không có lấy đi có mấy cái dị thường cường đại có thể đuổi giết Lăng Hàn cũng hợp tình hợp lý. Phía học viện tự có quyết đoán, đám người Lăng Hàn liền không có tư cách biết rồi, ngược lại nếu có phát hiện, công lao của bọn họ là chạy không thoát. Có điều, khi đám người Vân Hà Tiên Tử biết mình thất lạc hơn 100 năm ký ức, đều hoài nghi không ngớt, đến cùng bọn họ bị thương nặng bao nhiêu, mới hôn mê lâu như vậy. Nhưng Lăng Hàn một mực chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, dù sao thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ đã khắc sâu vào trong óc bọn họ. Ngõ Lý cũng tiến vào học viện, hắn rất biết điều, chỉ biểu hiện ra tư chất phương giả, bày ra tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là lục liên, cái này tự nhiên là lang hàn làm sao cũng không tin. Ngày đó, hắn đang tu luyện, chuẩn bị ít ngày nữa liền xung kích tiên phủ, nhưng khu ác ma xuất hiện quấy rối to lớn. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy xa xa có gợn sóng chiến đấu chuyển đến. Ân, quy tắc quang minh, lăng hàn hơi nheo mắt lại, ác ma tộc thường thường nội đấu, bởi vì thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chỉ cần người không chết, không phế, phía học viện sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại là người của thiên sứ tộc đánh tới, cái này rất hiếm thấy. Ở dưới uy thế của thiên tôn song phương, tuy ác ma tộc cùng thiên sứ tộc không chắc hữu hảo ở chung, nhưng không thường phát sinh xung đột, huống chi là khai chiến ở trong học viện. Hắn đi tới, dự định xem tình huống, chỉ thấy thiên sứ tộc tiến vào khu vực ác ma tổng cộng có ba người, tuy thế yếu, nhưng lực lượng không yếu chút nào, bình tĩnh ung dung đi tới, ác ma tộc căn bản không ngăn được. Lão huynh, đây là làm gì đó, lăng hàn hỏi người bên cạnh mấy tên khốn kiếp này lại chạy tới nơi này của chúng ta đòi người tên ác ma tộc kia hồi đáp muốn ai lăng hàn lại hỏi một người tên bá tên ác ma tộc kia cũng không quay đầu lại tuy không biết bá này làm sao đắc tội bọn họ nhưng dám chạy tới khu vực ác ma chúng ta gây sự coi như bọn họ là vô nhai cùng tốn phong cũng không được lăng hàn kinh ngạc hóa ra kẻ cầm đầu lại là mình vô nhai cùng tốn phong sao hai người này đều là bát liên hơn nữa là người mạnh nhất khu vực thiên sứ ngoại trừ U Nguyên. Vậy U Nguyên không tới sao? Hắn hỏi, U Nguyên, thân thể tên ác ma tộc kia nhất thời run lên, đây là một cái tên khiến người ta kính nể, bách chiến học viện có thể ở trong ngàn viện xếp hạng thứ 72, chính là bởi vì một người, mà người này chính là U Nguyên. Cho dù hắn là ác ma tộc, nghe được danh tự này cũng không tự chủ được bay lên kính nể. Người cũng quá để mắt bá này đi, tên ác ma tộc kia đầy mặt xem thường, hắn làm sao có khả năng đắc tội U Nguyên, căn bản không phải một cấp số. Trước hắn còn căm phẫn sục sôi, nhưng hiện tại hoàn toàn thiên hướng U Nguyên, có thể thấy được địa vị của U Nguyên ở trong hết thảy học sinh cao thượng cỡ nào. Người như vậy đã vượt qua giới hạn chủng tộc, mà là đại danh từ mạnh mẽ. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói, nói không chắc bá này rất lợi hại, ngay cả U Nguyên cũng có thể đánh thì sao? Nói hưu nói vượt, chương 2557, ngộ thương, câu nói này vừa ra, không chỉ tên ác ma tộc kia lập tức trợn mắt nhìn hắn, mười mấy ác ma tộc ở bốn phía cũng quay đầu lại, quăng tới ánh mắt căm ghét. U Nguyên là thần linh của Bách Chiến Học Viện, không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Làm sao nói hưu nói vượt, bọn họ lại không có đánh qua. Lăng Hàn cười nói, lời này tự nhiên càng thêm kéo cừu hận, càng nhiều người cùng nhau quay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn dùng ánh mắt cắt Lăng Hàn thành trăm nghìn khối. Ồ, có người đột nhiên sững sờ, chỉ vào Lăng Hàn nói. Hắn chính là bá, a à. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, làm gần nửa ngày, thì ra đây chính là kẻ cầm đầu A. À. Hơn nữa, sao da mặt của người này dày như vậy, lại khoe mình như thế? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, người tin tưởng ta có thể đánh nổ U Nguyên xin giơ tay. Đương nhiên không có một người nhấc tay, ánh mắt nhìn về phía hắn đều như nhìn một kẻ ngu ngốc. Bá, chỉ nghe một tên thiên sứ tộc quát lên, hắn trực tiếp xông lại, oanh oanh oanh, căn bản không có ai chống đỡ được hắn, ánh sáng thần thánh giật động, Hắn phảng phất như thần linh không nhiễm một hạt bụi. "Con trai ngoan." Lang Hàn gật gù, "Đúng rồi, con trai ngoan gọi cái gì? Ba không nhớ rõ ngươi." Tên thiên sứ tộc kia nhất thời tức đến xanh mặt, "Ngươi tuyệt đối là cố ý đặt cho mình cái tên bá, ý định chiếm tiện nghi của người a." Hắn hừ một tiếng nói, "Ta chính là Lục Nguyên Tâm, cũng còn tốt ngươi xanh chỉ là tâm, không có xanh lên đầu." Lang Hàn đàng hoàng trịnh trọng nói, "Lục Nguyên Tâm nguyên bản đã giận dữ, nghe vậy càng lửa giận mút trời đột nhiên vào tới lăng hàn không có một ác ma tộc nào ra tay giúp đỡ bởi vì trước đó lăng hàn lại dám khinh nhờn u nguyên cái này làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn ánh mắt lăng hàn nhảy một cái thả ra sát ý đáng sợ động tác của lục nguyên tâm mạnh mẽ ngừng lại trên mặt lướt qua vẻ sợ hãi hắn có loại cảm giác nếu không dừng tay hắn sẽ bị lăng hàn giết sao có thể có chuyện đó hắn là bát liên nhất diệp đế giả mà ở trong tài liệu lăng hàn chỉ là lục liên ngũ diệp tranh lệch giữa hai bên như trời cùng đất, coi như hắn nhắm mắt lại mặc cho Lăng Hàn oanh kích, đối phương cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, thương tổn được một sợi lông của hắn, cảm giác như vậy là làm sao đến. Lăng Hàn lại tiếp tục nở nụ cười, con trai ngoan, biết ra tay với cha là đại nghịch bất đạo đi, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Lục Nguyên Tâm cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng, cho rằng đây chỉ là Lăng Hàn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, am hiểu công kích ở phương diện thần hồn, mới để hắn bay lên ảo giác đối phương rất mạnh mẽ, mà không phải thật rất lợi hại. Lại nói, đối phương năm lần bảy lượt gọi hắn là nhi tử, nếu hắn không tàn nhẫn giáo huấn đối phương, sau này chắc sẽ bị người cười chết. Muốn chết, hắn hung hãn ra tay, oanh, lực lượng đáng sợ bao phủ, hắn bạo phát, cánh chim vỗ mạnh, hóa ra 12 thanh kim kiếm, đâm về phía lăng hàn, mỗi một thanh kim kiếm đều tràn ngập lực phá hoại khủng bố. Con trai đánh lão tử, tạo phản A, lăng hàn quát to một tiếng, triển khai hư linh không gian hắn không có hóa thân ngàn vạn chỉ linh hoạt ẩn núp ầm um, một thanh kim kiếm nguyên bản chém tới hắn nhưng hắn đột nhiên biến mất một kiếm không thể đúng lúc thu về nhất thời đâm vào trên đùi một người phía sau người kia nhất thời kêu thảm thiết một bên dùng ánh mắt ai oán nhìn lục nguyên tâm hắn trêu ai chọc ai lại gặp tai bay vạ gió như vậy khóe miệng của lục nguyên tâm co giật xông vào khu vực ác ma đại náo đã trái với viện quy hiện tại càng vô duyên vô cớ hại người sau này hắn nhất định sẽ bị xử phạt. Chỉ là chuyện đến nước này, hắn cũng không có đường lui, nhất định phải nghiêm trị Lăng Hàn. Hắn dịch động 11 thanh kim kiếm còn lại, tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn dở lại trò cũ, chờ kim kiếm bắn gần, hắn lần thứ hai triển khai hư linh không gian biến mất không còn tâm hơi. Xeo xeo xeo, kim kiếm làm loạn, sợ đến sắc mặt của đám ác ma tộc ở xung quanh đều biến thành màu đen, bị đâm một kiếm không phải xui xẻo sao. Cũng còn tốt, lần này lục nguyên tâm có chuẩn bị, Đúng lúc thu kiếm, không có thương tổn người vô tội. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, 11 thanh kim kiếm tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Không ngộ thương, trong lòng Lăng Hàn cười thầm, có dễ dàng như thế sao? Khi kim kiếm kéo tới, hắn một bên lấy hư linh không gian né tránh, một bên dùng ngón tay thúc đẩy, nhất thời có một kim kiếm lệch khỏi con đường, vọt về phía một ác ma tộc. Phốc, một kiếm này không ai từng nghĩ tới, lại thêm thực lực của tên ác ma tộc kia cũng không mạnh, nhất thời chúng chiêu. Vừa vặn chính là hắn chính là tên lúc trước thay lăng hàn chịu một kiếm a à, hắn kêu thảm thiết nước mắt sắp muốn chảy ra một là đau hai là oan ức đều nói đau kiếm không có mắt nhưng hai lần đều chém lên người hắn đây rõ ràng mọc ra con mắt a à, chuẩn muốn chết hắn ai oán nhìn lục nguyên tâm người có cửu oán với ta đúng hay không lục nguyên tâm có nỗi khổ không nói được hắn rõ ràng là ra tay với lăng hàn tuyệt đối là lăng hàn động tay mới để một thanh kim kiếm mất khống chế ngộ thương người khác cũng còn tốt cái này nói rõ lăng hàn không đủ mạnh, bằng không một, hắn không cần trốn, hai, cũng sẽ không chỉ có một thanh kim kiếm bị đẩy cách xa. Hắn nhấc lên dũng khí, tiếp tục cố gắng, sai khiến 10 thanh kim kiếm truy kích lăng hàn. Các ngươi a, à, ánh mắt quá thiển cận, lăng hàn vừa né tránh vừa cười nói, các ngươi cho rằng u nguyên không thể ngang hàng, chuyện cười, nếu như hắn thực vô địch, cũng sẽ không chỉ mò đến thứ 72 cho học viện. Làm càn, lục nguyên tâm nổi giận đùng đùng, thứ này lại còn dám ô nhục u nguyên, quả thực là đang tìm chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, 10 thanh kim kiếm nhất thời gia tốc, đây là dùng tới tuyệt kỹ độc môn, thôi phát ra lực lượng cực hạn, nhưng đánh đổi là hồn lực tiêu hao gấp 10 lần. Lúc này lang hàn cũng không có sử dụng lưu linh không gian, mà thân hình nhảy lên, lực lượng bộc phát, lướt qua 10 thanh kim kiếm. Lần này lục nguyên tâm liền không ngừng được, phốc 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 phốc, 10 thanh kim kiếm toàn bộ bắn tới trên người ác ma tộc phía sau lang hàn. Lăng Hàn tuyệt đối là cố ý, ác ma tộc này chính là tên lúc trước chúng liền hai kiếm kia. chương 2558, đảo ngược, cả người hắn cắm đầy kiếm, mặc dù cái này là quy tắc biến thành, nhưng trong thời gian ngắn sẽ ngưng tụ thực hình, trước khi lực lượng quy tắc tiêu hao hết là sẽ không tiêu tan. Hắn nhìn lục nguyên tâm một chút, lại nhìn Lăng Hàn một chút, trong miệng phun ra hai chữ ta thao, sau đó đổ uốn một cái, nằm trên đất, ngất đi. Trong cái nhìn này, bao hàm oan ức cùng ai oán, tại sao người muốn bắn ta? Mà ngươi thì tại sao luôn muốn đứng trước ta, hại ta thay ngươi ăn kiếm. Đáng ghét, lục nguyên tâm phẫn nộ đến mức tận cùng, đột nhiên vào tới lăng hàn, hắn thật muốn trở thành trò cười, 12 đạo công kích lại toàn bộ ngộ thương người khác. Lăng hàn mỉm cười, vươn tay phải ra, chỉ lấy một ngón trỏ làm kiếm, hơi lắc lắc, kiếm khí ngang dọc, uy thế kinh người. Lăng hàn triển khai diệt thiên cửu kiếm, sửa lấy quy tắc sát lục của dị vực đến thôi thúc. Kiếm khí ngang dọc, lực lượng quy tắc tràn ngập, khu vực này nhất thời trở nên cực kỳ nguy hiểm người phụ cận dồn dập lùi về sau miễn cho gặp phải vạ lây phải biết người lúc trước kia là vào vết xe đổ a nát mọi người dồn dập nhìn lại tên xui xẻo kia bởi vì hắn ngất xỉu tự nhiên không thể rời đi hiện tại bị chiến đấu ảnh hưởng quần áo trên người đã bị xé ra từng mảnh từng mảnh một cái mông đỏ ngầu lộ ra có thể nhìn thấy cái đuôi rủ xuống vừa vặn nằm giữa khe mông che lại chút cảnh xuân cuối cùng mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy vận khí của tên này thật quá tệ, chúng 12 kiếm đã là chuyện cười lớn, hiện tại lại lộ mông ở trước mặt mọi người, còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi ở đây sao? Lục Nguyên Tâm cũng đã đánh mù quáng, liều mạng, thôi thúc tuyệt chiêu cuồng oanh loạn tạc về phía lăng hàn. Hắn lấy ra một thanh kiếm áng sáng, uy lực cực kỳ đáng sợ, chém ra ánh sáng cũng làm cho một đám ác ma tộc căm ghét, trong cái này tràn ngập lực lượng quang minh, để bọn họ xuất phát từ bản năng mà căm ghét. Lăng Hàn bình tĩnh không sợ, Đoạn thời gian gần đây hắn vẫn trùng tu Bất Diệt Thiên Kinh, mượn khởi nguyên ma phương giúp đỡ, hắn đối với quy tắc thậm chí lực lượng thiên địa trên quy tắc cũng có nhận thức càng sâu, để thể phách của mình lại tăng lên một đoạn. Nhưng đến một bước này, thể phách tăng lên đã không thể dựa cả vào lĩnh ngộ, cái này quá chậm, mà phải ăn các loại thiên tài địa bảo, thậm chí hòa tiên kim vào trong cơ thể, chế tạo mình thành binh khí hình người. Lăng Hàn cách dung hợp tiên kim còn có một đoạn khá lớn, nhưng cần tài nguyên vẫn cực kỳ kinh người, học viện cho một ít nhưng xa xa không đạt tới tình trạng hắn cần. Có điều, lấy thể phách của hắn hiện tại đối kháng lục nguyên tâm là thừa sức. Hai người đại chiến, cực kỳ kịch liệt, ác ma tộc bàng quan càng ngày càng kinh ngạc, tuy Lăng Hàn vẫn không có chiếm được thượng phong tuyệt đối, nhưng có người nói hắn không phải chỉ có tu vi lục liên ngũ diệp sao, làm sao mãnh liệt đến mức độ như thế. Sức chiến đấu của Lăng Hàn toàn mở, trên trán hiển hóa ra thất liên cửu diệp, tu vi vừa xem hiểu ngay. Đây là một vị đế tinh, tất cả mọi người tê cả ra đầu, phải biết cho dù là ở dị vực, số lượng đế tinh cũng cực kỳ hiếm thấy, nhìn trong bách chiến học viện cũng chỉ có một vị, chính là U Nguyên. Tại sao địa vị của U Nguyên cao như thế? Vì học viện thắng được vinh quang là một mặt, mặt khác là hắn có thân phận đế tinh, khiến người ta kính nể. Đây là một tồn tại chỉ cần không chết đi liền nhất định trở thành thập bát liên tổ vương, ai có thể không ngước nhìn hắn. Chẳng trách người này tràn đầy tự tin như thế, ngay cả U Nguyên cũng không để vào mắt, thân là đế tinh, xác thực phải có khí phách như vậy. Sau khi phát hiện điểm này, thái độ của rất nhiều ác ma tộc lập tức biến hóa 180 độ, từ trước xem thường trở nên cuồng nhiệt. Bọn họ cũng có một vị đế tinh, tuy bọn họ kính nể U Nguyên, kia là từ đại cục xuất phát, dù sao mọi người đều là một học viện, nhưng nếu có thể, bọn họ chẳng lẽ không hy vọng U Nguyên là ác ma tộc sao? Đương nhiên, U Nguyên là không thể trở thành ác ma tộc, nhưng hiện tại xuất hiện một bá, tự nhiên để bọn họ vui mừng khôn xiết. Ai nói ác ma tộc không có thiên tài siêu cấp? Hừ, Vô Nhai cùng Tốn Phong đều đi tới, bọn họ một cái là Bát Liên Thất Diệp, một cái là Bát Liên Bát Diệp, thực lực mạnh có thể đứng vào 10 vị trí đầu của học viện, khu vực Ác Ma có thể ngăn cản bọn họ không ra ba cái, nhiều nhất cũng chỉ hai cái. Vấn đề là hai vị thực lực mạnh nhất của khu vực Ác Ma đều không ở đây, một cái đi rèn luyện, một cái khác ở một nơi nào đó đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn đi đâu tìm người? "Bá, người quá ngông cuồng." Vô Nhai từ Tốn nói, nhưng mang theo uy thế đáng sợ như một vị đế vương trách cứ thần tử. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chính là cuồn cuộn như biển như vậy." lang Hàn cười nhạt nói, "Không có ba như vậy, sao sinh được con trai cuồng như ngươi a?" Nhất thời có không ít ác ma tộc bật cười lên, tên của người này tuyệt đối là cố ý lấy thành chữ bá, ai kêu liền chịu thiệt, đều sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Sắc mặt của Vô Nhai trầm xuống, hắn hừ một tiếng nói, "Bớt nói lại nhảy đi, ngươi là đế tinh thì đã làm sao?" Ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn. Hắn dừng một chút, lại nói: "Ngày hôm nay ta là tới cảnh cáo ngươi, cách các nàng tinh nữ xa một chút, không phải người xấu xí thô bỉ như ngươi có thể mơ ước." Nghe hắn nói như thế, mọi người mới biết bọn họ tìm Lăng Hàn là bởi vì nữ nhân. Ai, quả nhiên anh hùng hào kiệt cũng chạy không thoát cửa ải sắc đẹp này. Lăng Hàn lắc đầu, "Cái này không tới phiên ngươi lắm miệng, vậy ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ." Vô Nhai ra tay, tóm tới Lăng Hàn, Vô Nhai người quá mức có một cao thủ khu vực ác ma bất mãn nói duỗi ra bàn tay khổng lồ cản lại đòn đánh này của vô nhai có điều thực lực của hắn hiển nhiên không bằng đối phương tuy chặn đòn đánh này nhưng thân thể không ngừng run rẩy dưới chân liên tiếp lui về phía sau chỉ ít lui chừng trăm trượng mới ngừng lại chỉ thấy trên đất lưu lại hai hàng vết chân rõ ràng mộ thiếp nhi người dám ngăn trở ta vô nhai lạnh lùng nói ánh mắt âm trầm ngươi chạy tới khu vực ác ma chúng ta lại còn dám làm giữ, cho rằng ác ma tộc ta không người sao. Cao thủ ác ma tộc kia, cũng chính là mộ thiếp nhi nói. chương 2559, lưu lại, ba người vô nhai sông tới, nếu như còn để bọn họ nghênh ngang đi ra, vậy mặt mũi của ác ma tộc ở đâu? Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn không phải đế tinh, hắn cũng sẽ không cật lực bảo vệ như vậy, dù sao vô nhai cùng tốn phong đều là cường giả số một số hai của khu vực thiên sứ, muốn ngăn cản bọn họ hành hung cần bỏ ra cái giá khổng lồ, Coi như các người cùng tiến lên thì đã làm sao, là đối thủ của ta cùng tốn phong sao. Vô nhai từ tốn nói. Mộ thiếp nhi không nói gì, đối phương nói không sai, thực lực tranh lệch quá to lớn, cấp bậc thất liên ở trước mặt vô nhai, tốn phong căn bản không phải đối thủ, chỉ có bát liên mới có thể ngang hàng, nhưng bát liên lại có mấy cái. Bát liên có thể lưu ở trong học viện đều là đế giả, một học viện nhiều nhất 10 cái, bình quân đến mỗi khu chỉ 2 đến 3 cái. Khu vực ác ma có 3 cái hai người thực lực mạnh nhất đều đi ra ngoài hiện tại người mạnh nhất chính là hắn nếu như chỉ là vô nhai hoặc tốn phong hắn tự tin còn có thể ngăn cản dù sao đây là học viện vô nhai lại hung hăng cũng không dám làm bừa nhưng hai cái hắn không cho là mình có thể ngăn cản hắn hừ một tiếng ngươi nghĩ rằng ác ma tộc chúng ta đều không có cốt khí sao mà ngươi cũng cho rằng đây là địa phương nào có thể mặc ngươi hung hăng làm loạn vô nhai cười ha ha nói nếu ta nói cho ngươi Tiểu tử này lại mưu đồ gây rối với nữ nhân của U Nguyên, người còn dám bao che hắn sao? Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Bá này cũng quá gan to bằng trời đi, lại dám mơ ước nữ nhân của U Nguyên. Hơn nữa, khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi, thậm chí ngay cả nữ nhân của Thiên Sứ tộc cũng có thể xuống tay được. Lăng Hàn không nói gì, đây cũng quá đổi trắng thay đen đi, rõ ràng là U Nguyên có ý đồ không an phận với nữ nhân của hắn, nhưng lại nói hắn như vậy nếu như ai lại ra tay, chính là đối nghịch với U Nguyên. Vô nhai cười gần, hung hãn chộp tới lăng hàn. Vô nhai ra tay, tốn phong đứng chắp tay, tỏa ra khí thế đáng sợ, chấn áp mọi người, đặc biệt là nhằm vào mộ thiếp nhi. Lục Nguyên quang nhìn chằm chặp lăng hàn, trong lòng sợ hãi. Lăng hàn lại là đế tinh, khái niệm này nghĩa là gì? Đế tinh không chỉ sức chiến đấu cùng cấp hơn xa đế giả, hơn nữa tốc độ tu hành càng nhanh hơn. Chuyện này ý nghĩa lăng hàn rất nhanh sẽ ở mặt cảnh giới đuổi kịp hắn, sau đó dễ dàng chấn áp hắn. Hơn nữa, chỉ cần Lăng Hàn không chết, hắn tương lai có thể đạt tới thập bát liên tổ vương. Đây là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào, hắn vạn phần chờ đợi vô nhai giết chết Lăng Hàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn này. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, lấy tiên ma kiếm ra, nhất thời, một đạo hàn quang lạnh lẽo, xông lên tận chín tầng trời. Vô nhai nhất thời bước trở ra, không dám tiếp xúc mũi nhọn của tiên kiếm. Đây là bảo khí gì, tại sao sắc bén như thế? hắn kinh hãi đến biến sắc căn bản không cần tiếp xúc chỉ cần cảm ứng ánh kiếm một hồi liền để hắn phát lạnh trực giác như vậy là đúng nếu không căn bản không cần bị tiên ma kiếm cắt chúng cho dù chỉ bị kiếm khí đụng một hồi hắn cũng tay chân đứt tuyệt trên mặt tốn phong cũng thay đổi sắc mặt sức chiến đấu của lăng hàn đã là bát liên nhị diệp tam diệp còn lâu mới là đối thủ của bọn họ cho dù là đế tinh cũng không thể nghịch thiên nhưng lại thêm thanh kiếm này liền không giống khí tượng quá kinh người có trời đất xoay vần chi uy Lăng Hàn một người một kiếm, cao ngạo độc lập, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vô nhai, trong ánh mắt tỏa ra sát khí đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, rất muốn lớn tiếng giết gào. Vô nhai lặng lẽ chốc lát nói, coi như có thần binh ở trong tay thì đã làm sao, người cùng ta tranh lệch căn bản không phải là một thần binh có thể bù đắp. Muốn đứt tay thiếu chân, phóng ngựa đến đây, Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay vô nhai lại vung một trường nhấn về phía lăng hàn hắn nói hời hợt nhưng trên thực tế tràn ngập kiêng kỵ với tiên ma kiếm căn bản không dám rút ngắn khoảng cách chiến đấu mà ỉ vào tu vi cao lấy hồn lực ngưng tụ quy tắc hóa thành một bàn tay khổng lồ chém xuống lăng hàn vung kiếm chém soạt bàn tay khổng lồ liền từ bên trong chia ra làm hai phân từ hai bên xẹt qua không cách nào tạo thành thương tổn với hắn dựa vào vô nhai nhíu chặt lông mày một đòn toàn lực của mình lại bị lăng hàn dễ dàng hóa giải vậy hôm nay muốn bắt Lăng Hàn, cho tiểu tử này một giáo huấn, là rất khó đạt thành. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn lại có một thần binh đáng sợ như thế. Xem ra, phải để U Nguyên tự thân xuất mã, tốn phong nhìn vô nhai một chút, hai người dùng thần thức giao lưu. U Nguyên, đệ nhất cao thủ của Bách Chiến Học Viện từ lúc trăm vạn năm trước, cũng chính là thời điểm thiên viện đại chiến đã là bát liên tứ diệp, bây giờ trăm vạn năm trôi qua, hắn cụ thể là cảnh giới gì không người nào có thể biết, chỉ biết hắn trở nên càng đáng sợ, ngay cả hàng ngũ như tốn phong cũng không phải một chiêu đối địch của hắn nếu như hắn ra tay cho dù lăng hàn nắm giữ thần binh cũng vô dụng dễ dàng liền bị chấn áp đi vô nhai mở miệng nói lục nguyên quang sững sờ vậy thì muốn đi bọn họ khí thế hùng hổ mà đến muốn cho lăng hàn một bài học nhưng vừa mới nhìn thấy người liền không chơi giờ cho quỷ gì a à, tiếng sấm to lớn như thế lại không có mưa không phải sẽ bị người chê cười sao nhưng hắn có thể làm sao ngay cả hai người vô nhai cũng từ bỏ. Ba người xoay người, liền muốn rời đi. Chậm, mộ thiếp nhi mở miệng, các ngươi cho rằng đây là địa phương nào, các người muốn tới thì tới, muốn đi liền đi sao? Vậy các người còn muốn lưu chúng ta ăn cơm tối? Tốn phong cười gần, lăng hàn có thần kiếm, bọn họ không thể chấn áp, nhưng bọn họ muốn đi, lẽ nào lăng hàn còn giữ lại bọn họ được sao? Sắc mặt của mộ thiếp nhi âm trầm, hai người mạnh nhất bên mình không có mặt, có thể nói hắn là nòng cốt của khu vực ác ma, nhưng phát sinh sự kiện như vậy tự nhiên là hắn trên mặt tối tăm nhất hắn biết mình không thể đỡ được tốn phong cùng vô nhai coi như thêm vào lăng hàn cũng không được nhưng hắn càng không thể tiếp thu để ba người này nghênh ngang đi ra khu vực ác ma lại không mất một sợi tóc hắn phải lưu lại mộ thiếp nhi chỉ vào lục nguyên quang nói